cúi đầu làm lễ hai bậc tăng và thầy: các tội lỗi mà con đã vô ý làm đến tăng bảo, xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Nên để put in your cái thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới, cho nên chư Phật tử phải bảo trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ phu wa tu sọc và măng ga lăng ra khăn tu sọc và đế hoa tam dâm bà bụt đá hai lô hoa quê nạc sá đa sô thi phu wa tu tê phu wa tu sọc và măng ga lăng ra khăn tu sọc và đế hoa ta thầm mai nô pha quê nó sẽ đa số thi phú quanh tu tê phù hợp tu sập và mong cá lăng ra cân tu sập và để qua ta sầm và sẵn cá hai nô pha quê nó sẽ đa số thi phật văn tu tan phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì nhờ quá đức nhờ quá đức pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang mam ka ye na wa cha manasa ti ta se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te ye tang ka tang su wi di tang din nang pu nya pa lang mai ya ye cha tha tha na cha nan ti de wa gan twa ni we da yung sap ye cha sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nu nyang fo cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Phước căn tôi đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước tôi hồi hướng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Hi đàn quá tâm mê đà năng à sa quá khai già quá hàng bồ tu. Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm trong tâm. Và vẫn còn thời gian, con xin đọc bài Rải tâm bác ái. Sabbe purati maya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe purati maya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya disaya satta avera sukhi hontu.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu niddukha hontu apyapacha hontu anicca hontu dikhayukha hontu arogya hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanang pariharantu dukkhata janit dukkha phayapatta janipaya sokapatta janisoka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, đừng cho thương tiếc. Nha con đã xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Sáng nay với những phước lành mà con làm được do sự thọ trì tam quy ngũ giới nơi tam bảo, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cũng như chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Hôm nay con kết thúc phần lễ bái tam bảo hơi sớm, vẫn còn 3 phút nữa. Không biết cô Hồng Nhật có rảnh tay hay không, đỡ mic cho con một chút, rồi khoảng 3 phút nữa thì đến giờ sinh hoạt thì hai sư sẽ cho tín hiệu và chúng ta nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mài, Nam mô Sàng Khai. Không thấy tín hiệu cô Nhật, cô Hồng Nhật. Nhà không biết sư đã có mặt lại trước máy hay chưa. Hãy con kính nhường mic lại cho sư. Dạ, sa thú lành thay. Con đã thấy tín hiệu của con, xin nhường mic lại cho sư. Lô 123, 123. À, quý vị nghe rõ không ạ? Nha, sa thú huynh chánh ngộ. Anh chánh ngộ hôm nay hơi bị phân tâm ha, thì thọ trì quy giới cũng có hơi vấp một tí. Xà thú. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ,
Xin chào Huỳnh Tinh Ngộ, sư công nhật, sư Meta, đạo hữu làm gì đây? Đạo hữu Diễm Quang, đạo hữu Vinh Ban, sư Trang Thư, sư Thi Long, đạo hữu Thanh Long. Hôm nay thấy có một cái nick lạ lạ khi nãy đưa tay. Nên là nick Anathema 21811. Đưa tay lên và chúng tôi muốn nhường mức cô, nhưng mà rồi cái vị này bỏ chạy ra ngoài mất tiêu rồi. Thôi bây giờ cũng đến giờ sinh hoạt rồi ha. Trước tiên chúng ta hãy hướng tâm về ba ngôi tam bảo để tán dương rồi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viên tri, đảnh cúng dường cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viên tri, đảnh cúng dường cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh viên tri, đảnh cúng dường cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Tăng Araha Di Quân Sang Yu Tăng Bụt Đăng Sư Rạ Sa Nam Ma Mi Tăng Chà Bụt Đăng Y Mê Hi Sa Ca Rê Hi A Pi Phu. Chế già miệng hồng dân Phật nhiệm màu ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiền thệ cao dài bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ phát thân tình diệu bậc trưởng phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật đà toàn gia Thế Tôn trong đời. Tăng xoa khai ta đi con sang vô tăng thông mang sư rạc xa nam ma mi tăng chà thông mang y mê hi sơ ca rê hi a vi phu. Chế gia mi bậc diệu hạnh thinh văn pháp vi diệu cha lành khéo dạy đi danh ngôn giấc ngộ hiện tiền vô thời gian chứng vô biên sắc na đại ngộ pháp nhân điều thường đạo vô thường đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần trí nhân tự ngồi giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Tăng sang khai tai đi con lạc sang vô tăng sang khăn sẽ là xa nam ma mi tăng chà sang khăn y mê hi sắc ca rê hi a pi phu. Chế nhà mi bậc diệu hành thinh văn thức tử bậc trực hành pháp lưỡi thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chân hạnh giữ tòa Thế Tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kinh lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian ra tần át tây giá sa quanh đà mỹ. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Hôm nay trong những giây phút đầu tiên để rồi chúng ta gặp lại Kinh Pháp Hữu 5:30, tức là 4:30 đến 5:30 là phần sinh hoạt tùy duyên. Trong sự tùy duyên này nó nói lên cho vấn đề chính của cuộc sống, đó là sự đổi thay, sự khổ đau và mình quên mất đi bản thân của mình. Nói chung đó là ba cái thường tướng của vạn vật: vô thường, khổ não và vô ngã.
Sự vô thường hiện khởi trên cái room Phật giáo Nam Truyền này. À, quý vị thấy là sau một thời gian sinh hoạt, à, chúng ta thấy Sích Nhật Quỳnh vắng bóng, à, và hôm nay xuất hiện Sích Hồng Nhật. À, Sích Hồng Nhật và Sích Nhật Quỳnh là chị em song sinh ha, nhưng mà vắng bóng một thời gian bây giờ lại xuất hiện, à, đó nói lên cái vấn đề vô thường ha, à, có sự thay đổi. Thì trong sự thay đổi ngày hôm nay, Sích Hồng Nhật đến với đạo tràng chứng tỏ rằng, à, không còn vắng mặt như những ngày hôm trước. Những ngày hôm trước vắng mặt mà hôm nay có mặt, đó là sự đổi thay của vô thường, à, tức là không có thường xuyên. À, mến chào huynh Minh Tòng. Vậy thì trong cái sự đổi thay đó, nói lên cái vấn đề sức khỏe, nói lên cái vấn đề trách nhiệm bổn phận đa đoan, hay là nói lên, à, vì một lý do gì đó không đến được với khoa hội chúng ta. À, hôm nay sức khỏe của Sích Nhật Quỳnh có được ổn định chưa? Mấy chào Phương Minh Tâm ha. Phương Minh Tâm hôm nay có hàng chữ đỏ đẹp quá ha, cũng khác biệt với những ngày hôm trước. Đó cũng nói lên cái vấn đề vô thường, sự đổi thay. Chứng tỏ hôm nay tâm trạng của huynh Minh Tâm cũng có điều gì thấy phấn khởi ha. À, cho nên thấy dòng tiếng Anh cũng to, cũng rõ ràng. Thôi trở lại vấn đề. À, sức khỏe của Sích Nhật Quỳnh có được ổn chưa? À, Sích Hồng Nhật ơi, có chiếc máy không? Cầm micro được không? Hoặc là có thể chat lên cho đạo tràng yên tâm. Thời gian mà Sích Nhật Quỳnh vắng mặt ha, à, trong gương cũng gặp rất nhiều trở ngại. À, à, nếu mà chúng ta nói có vẻ thiên vị cho Sích Nhật Quỳnh ha, à, hay là nói thế này thế kia nó xấu á, thì bây giờ không tin hỏi Sích Mê Ta ha. À, à, chưa khỏe, đó là Sích Hồng Nhật nói rằng chưa khỏe. À, vậy bây giờ Sích Mê-ta thấy rằng trong thời gian Sích Nhật Quỳnh vắng mặt, sự sinh hoạt trong gương của chúng ta thấy vất vả. À, mà đừng có nói gì nhiều. Chính ngày hôm qua, ngày của Ngài Liễu Tông làm thị giá cho Ngài cũng cả một vấn đề. À, Sích Mê-ta có thể cho biết cái sự khó khăn đó để chúng ta khắc phục được cái vấn đề vô thường như thế nào. Vô thường là một cái đẹp hay là vô thường là một cái mà đáng trách? À, thôi xin mời Sích Mê Ta ha, chúng ta hãy nói lên những cái gì thực tế trước mắt của chúng ta. Rồi, mời Sích Mê Ta. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước hết con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ cả chư tôn đức tăng. Con kính chào quý bà, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ trước. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và hôm nay con rất là vui. Mặc dầu con biết là cô Nhật Quỳnh chắc cũng chưa được bình phục lại như trước, nhưng mà con thấy cô vô được room là con đã vui rồi. Thì một con ngựa đào, một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ. Mà con thấy mười mấy ngày qua cô vắng mặt á, rồi cô bị bệnh nữa, thành ra con rất là buồn. Và cái việc vắng mặt của cô á, thì cũng đã đem lại nhiều cái trở ngại cho room, rất là vất vả. Nhưng mà không sao, con tất cả mọi người ai cũng cố gắng để mà cùng nhau vượt qua. Thì gần nhất là ngày hôm qua là ngày của Ngài Liễu Tông á, thì thật sự mà nói
con nếu mà làm thị giả cho ngài thì con cố gắng cũng có thể được, nhưng mà nhiều trở ngại lắm. Máy con thì con không thấy ai đưa tay, rồi con cũng không có chuẩn bị được nhiều cái câu để mà hỏi. Gặp những lúc mà trong đạo tràng không ai hỏi thì chắc con cũng bí, thành ra gặp khó khăn nhiều lắm. Vấn đề nhiều vấn đề khác nữa, lúc mà vắng mặt cô thì đạo tràng cũng gặp nhiều khó khăn lắm, như là học kinh pháp cú thì không có ai đưa bài lên. Nhưng mà lúc sau này nhờ cô Trang Thư, rồi cô Hiền Hòa, rồi cũng đưa lên được để tiếp sức cho ngài, phụ với ngài. Dạ, thì con thấy là đạo tràng, những người mà vô đây, những vị nào vô đây thì tất cả ai cũng cùng nhau cố gắng để mà hoàn tất cái nhiệm vụ của mình, rồi cùng nhau phải là vượt lên trên để mà học tập. Rồi hôm qua thật sự là con cảm ơn Huynh Minh Tâm rất là nhiều, bởi vì nhờ có Huynh Minh Tâm làm thị giả cho ngài gần như là suốt thời gian, con chỉ vào có mười mấy phút thôi. Dạ, đây là lời chân thành Metta, thật sự cảm ơn Huynh Minh Tâm rất là nhiều nha. Dạ, còn hôm qua thì con thấy Huynh Kinh mới vừa vào, con mới vừa kính chào Huynh Kinh, cái con coi lại Huynh Kinh chạy mất tiêu. Dạ, thì con thấy bất cứ một ai trong cái room này mà có bị cái cố gì về bất cứ một cái gì, trở ngại một cái gì, thì tất cả đều cũng có lẽ là cũng buồn hết á. Dạ, không được vui. Dạ, trong suốt thời gian qua thì khi mà nghe cô bị bệnh thì thật sự con cũng không vui. Dạ, con nghĩ đến thân phận của con cũng lớn tuổi rồi, con cũng không biết con sẽ như thế nào. Dạ, dạ thôi thì con thấy là cô Nhật Quỳnh là một cái người mà đã vào room này lâu rồi và đã giúp cho room được tồn tại tới ngày hôm nay, thì cũng là một cái bàn tay rất là coi như là đã giúp cho ngài rất là nhiều. Cũng nhờ ngài lãnh đạo room, rồi có cô hoặc là những vị khác, ví dụ như Huynh Minh Tâm hay Huynh Chánh Ngộ, đây cũng là những người ở trong room rất là lâu, thì con thật sự hôm nay thì con rất là vui khi con thấy cô có vào room được. Thấy cô, thấy cái nick của cô vô là con cũng đã vui. Thôi thì con có bao nhiêu lời đó thôi, con cũng nhường mic cho người khác. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Sao thủ sự metta, sự thật là như vậy. Có sự vô thường chi phối, chúng ta mới thấy được cái đẹp của cuộc sống. Thế là có sự đổi thay, tức là có bệnh hoạn, có ốm đau, rồi chúng ta sức khỏe là quý ha. Rồi có sự vắng mặt như vậy mới thấy rằng sự nhật quỳnh là một nhân tố rất là quan trọng trong room này. Mặc dù khi sinh hoạt bị biết bao nhiêu là sóng gió, biết bao nhiêu là mũi dùi chĩa vào sinh nhật quỳnh, nhưng mà sinh nhật quỳnh vẫn đứng vững. Trong thời gian mà bị nhiều mũi dùi chĩa vào, trong cái sự ganh tị, ghét, gọi là ganh năng tất cả, nhưng mà hồi đó không bị bệnh.
Nhưng mà tới khi mà suôn sẻ nên là em xuôi thuận buồm xuôi gió thì không làm chủ được bản thân, rồi nằm xuống bệnh hoạn ôm đau hơn nửa tháng rồi ha, hơn nửa tháng. Và có vô thường chúng ta mới thấy được cái hay cái đẹp của cuộc sống. Cũng như hôm qua trong giờ ngài Liễu Tông Huynh Minh Tâm á làm thị giá cho ngài, cái giọng nói của Huynh Minh Tâm vẫn in đậm trong tâm trí của Huynh Minh Phúc. Hôm qua Minh Phúc với lại Trúc Như có đến thăm chúng tôi, cũng rất là hoan hỷ. Hai vợ chồng bây giờ ốm, lo nhiều quá, ốm hơn lúc trước. Nhưng mà trong khi hai vợ chồng ốm, nghĩa là thấy vì công ăn việc làm ha, mà cái sức khỏe nghĩa là con người nó tốt lại, thì những đứa con lại phát triển. Ba đứa con trai nó lớn tổng ngồng, nghĩa là tại vì cao hơn mẹ nó rồi. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự vô thường chi phối để rồi chúng ta coi như ốm đi để người khác mọc. Cha mẹ ốm nhưng mà con cái thì nó phát triển, nó mọc, nó lớn, cái trí tuệ nó cũng phát triển. Thì chúng ta thấy cái sự vô thường chi phối và cái nét đẹp của cuộc sống nó thể hiện. Chúng ta cứ muốn trẻ mãi không già, đó là một điều vô lý. Chúng ta phải thuận theo cái vô thường đó để thấy cái đẹp của nó. Và chúng ta có bị nó chi phối hay không? Được lợi, được quyền tước, mất quyền tước, được danh, mất danh, được vui, bị khổ. Đó là những pháp thế gian nó chi phối, do vô thường gì chi phối. Mà bây giờ chúng ta hãy nhìn vào vô thường để thấy cái tâm của mình có bị nó chi phối hay không. Đó là một điều quan trọng ha, với sự tu tập. Như vậy là Huynh Minh Tâm còn nhớ Huynh Minh Phúc không? Huynh Minh Phúc á, nghe Huynh cái giọng nói không biết, ô Huynh Minh Tâm. Tức là mặc dù công an việc làm không có tham gia luôn, nhưng mà Huynh Minh Phúc nghe giọng Huynh Minh Tâm là thấy bà con nè ha, có một ấn tượng rất là tốt. Không vào trong room nhưng mà nghe cái tiếng nói là biết Huynh Minh Tâm rồi. Bây giờ hai vợ chồng đang sống ở bên này, Texas, công an việc cũng bù đầu, chỉ có ngày Chủ nhật mới rảnh và đến thăm chúng tôi ngày hôm qua. Rồi bây giờ Huynh Minh Tâm có còn nhớ hay không? Xin mời. Chẳng những là nhớ không mà thưa sư, con được chia phước nữa sư. Hôm qua Huynh Minh Phúc có chia sẻ bên Facebook nha, có chia phước cho con. Hôm qua đến đảnh lễ cúng dường vật thực đến với sư Trí Đức nha, chia cho con là nữ rất là xa thú. Tức là không những là mà gọi là biết không nha sư, mà hôm qua con cũng có được chút phước nữa sư. Qua con ăn ké được chút phước, rất là xa thú. Giá khi về Việt Nam thì con cũng có uống cà phê chung với Minh Phúc thưa sư. Cũng có liên lạc. Rất là xa thú và kính trân sư. Quay trở lại cái vấn đề vô thường. Con được ăn ké phước quan nghỉ rồi, chứ con không có gì hết, phước quan nghỉ rồi. Quay trở lại vấn đề vô thường thì quý vị biết hồi sáng này Minh Tâm có xem một cái đoạn video người ta gom góp những cái kỹ thuật của những anh chàng mà phái về xe đạp, tức là xe đạp mà nó nhảy trên mấy cái cọc, tức là những cái cọc mà hai người ta chạy này, nó ảnh nhảy từ bánh rất là hay, rồi anh biểu diễn nhào lộn vân vân, tức là coi như trọng lực nó không có quan trọng nữa ha. Tức là quý vị thấy rằng cái trọng lực, quý vị thấy ví dụ như người già đó, mình đi mình té là tại vì trọng lực nó kéo mình, sức hút của trái đất quý vị, nó kéo mình.
cho nên mình đi mình té, hoặc mình leo cây mà lỡ trượt chân mình té, thì cái té này là tại cái ông nội sức hút của trái đất, ông hút mình mới té thôi. À, hoặc quý vị đứng ở lan can trên mấy cái nhà cao tầng mà quý vị chồm chồm hay là cái gì đó thì mình té xuống chết, thì cũng tại cái ông nội sức hút này. À, nhưng mà những người mà biểu diễn xe đạp này đó thì họ mượn sức hút của trái đất, để họ biểu diễn rất là hay. Nhờ sức hút trái đất mà họ có thể nhào lộn ở trên không gian, và rớt xuống một cái ngoạn mục, thì do hoàn toàn là do nhờ sức hút của trái đất mà họ làm được cái chuyện đó. Tức là ra ngoài không trung là không được thì ở trái đất mới biểu diễn được. Xem một cái video mà người ta quay tất cả những cái người mà họ có cái tài về cái biểu diễn trên xe đạp đó thì rất là hay. Thì Minh Tâm mới suy ngẫm đến cái vô thường. Thì Minh Tâm thấy cái vô thường thực sự nó cũng giống như sức hút của trái đất vậy thôi, nó là một cái chuyện rất là bình thường. Quý vị thấy rằng là sức hút trái đất thì lúc nào nó cũng có cả, nó luôn luôn hiện hữu ở trên cái trái đất này. Quý vị thấy không, Minh Tâm sống gần 50 năm thì đều bị trái đất nó hút đúng 50 năm chứ không có tha một giây nào hết. Mà tại sao chúng ta vẫn sống vui vẻ bình thường, mà cái vô thường nó cũng giống như vậy thôi, nó luôn luôn thay đổi, suốt 50 năm, tức là hai cái ông thần nó giống nhau, nhưng mà chúng ta lại khổ cứ than về cái ông vô thường. Thì thật sự ra thì cái ông vô thường với ông kia cũng giống nhau thôi, chẳng qua là vì chúng ta có cái muốn của mình, do vậy chúng ta mới khổ thôi. Chứ thật sự ra thì cái sự vô thường hay là sức hút của trái đất thì nó cũng chẳng có hại mà cũng chẳng có lợi nha, nó không hại không có lợi. Nếu mà quý vị leo lên trên những tầng cao mà quý vị dối ra mà lỡ mà trượt chân một cái thì cái ông sức hút này là ông hút cái là mình đi luôn mình đi đời luôn. Nhưng mà quý vị thấy rằng những người mà người ta sống mà người ta có thể biểu diễn những cái gì đó thật là hay cũng nhờ cái ông sức hút này, ông làm cho người ta có thể biểu diễn được. Quý vị thấy không? Cho nên nó rất là hay. Hoặc quý vị thấy rằng tàu ngầm nó lặn thì con tàu ngầm này không lặn cũng nhờ sức hút của trái đất. Cho nên rồi nhờ cái sức mà nổi của nước. Anh thử những cái chuyện mà quý vị thấy rằng trên thế gian này mọi việc nó thì nó đều là cái việc của nó thôi. Tức là nó không có hại mà nó cũng không có lợi, nó là nó thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa cái ngã, tức là bây giờ mình đưa cái ngã vô thì bắt đầu lại là có chuyện đây, có chuyện khi mình đưa cái ngã vô đây nè, nghĩa là tôi muốn, khi mình nói tôi muốn thì là bắt đầu là sanh chuyện rồi đó. Chứ còn nếu bây giờ chúng ta bớt đi cái tôi muốn thì như vậy chúng ta sẽ sống một cách rất là bình thản, rất là an nhiên và rất là thoải mái. Sáng nay mình Tâm suy nghĩ như vậy, mình Tâm thấy cái sự vô thường này, nó thật sự nó là chuyện rất là bình thường, nó cũng chẳng có cái gì cả. Giống như bây giờ quý vị thấy rằng mình nói rằng tôi muốn hết bệnh, thì khi cái câu nói này của mình là mình đã nói sai mình đã nói sai hơi vậy không? Nếu mà mình là người mà hiểu về vô thường, mình nói tôi muốn hết bệnh là mình nói sai. Bởi vì cái bệnh thì nó phải hết thôi, cái đó bắt vô thường mà. Mà khi mình đặt cái tôi muốn này là bắt đầu khổ rồi đó. Cho nên Việt Nam thì thấy rằng là có nhiều người họ vô bệnh viện đó, rồi bác sĩ thì lời mời quá này, họ nóng lòng bệnh nhân, nóng lòng người thân của mình, đè bác sĩ rồi họ đập họ đập cho bác sĩ là gì? Bây giờ người ta muốn rằng là bây giờ bác sĩ phải trị bệnh cho người thân của mình, mà ông cầm mò quá thế là đè ông ra đập. Cho nên khi mà chúng ta thấy là cái chuyện mà khi mình nói là tôi muốn đó, quý vị bệnh đó mà quý vị hiểu rằng đây là cái chuyện bình thường, không có gì mà cầu mong cả, chúng ta không cần phải đến trước bàn Phật để mà cầu xin Đức Phật hãy cho con hết bệnh,
vì cái việc cầu của mình là mình làm không có đúng rồi, thì không có đúng với cái pháp của vô thường rồi, à quý vị không có cầu. Thì khi nào mà chúng ta hiểu được như vậy thì đúng là chúng ta sống một cách rất là bình thản và chúng ta không có gì mà phải đau khổ cả. Còn nếu mà chúng ta cầu đó là bắt đầu chúng ta khổ rồi đó. À quý vị nên suy ngẫm ra cái chỗ đó, cầu ở cái hướng nào cũng vậy. Mình đang nghèo mình cầu cho nó giàu mình cũng bậy, mà đang giàu mà cầu cho nó nghèo cũng bậy luôn nữa, bởi vì không có cầu. Khi nó giàu thì nó nghèo. Giống như quý vị thấy ở Việt Nam mà có một đại gia gọi là cái gì, ông này tự nhiên quên tên, này đại gia về bên nhà băng ngân hàng đó. Ông mới vừa chết trong tù, mới chết cách đây mấy ngày. Thì quý vị thấy rằng là khi ông đang đương thời đó, nghe theo thì có ai mà ghét có chù gì đi nữa đó thì ông cũng giàu tới đâu, nghe theo. Rồi khi mà ông hết rồi đó, cái phước nó hết rồi đó, thì có bao nhiêu người xách tiền mà đút lót để mà lo cho ông, nhưng mà ông vẫn phải vào tù, nghe thấy không? Rồi bây giờ thì coi như là tử thần đến, bởi vì cái ông hết cái phước rồi thì ông phải chết thôi, có vậy không? Thì dù cho giàu cỡ nào đi nữa thì cũng chết. Cho nên để chúng ta thấy rằng mình không có cần cầu, mà mình cũng không có cần mong, bởi vì cái tôi muốn đó, nó làm chúng ta khổ. Nếu bây giờ chúng ta bệnh thì chúng ta chỉ biết rằng là tôi bệnh thế thôi, chừng nào nó hết là chuyện của nó, chừng nào nó hết là chuyện của nó. Cho nên là chúng ta thấy có nhiều khi chính cái sự mà can thiệp của chúng ta nhiều quá đó, thì nó làm cho chúng ta khổ. Ví dụ vậy đấy, là có nhiều người là coi như họ bị cái bệnh rất là nhẹ, rồi tự nhiên nó bưng vào bệnh viện, rồi gặp cái ông bác sĩ, ông cưa, ông lộn chân, người ta đau chân này ông cưa chân kia, quý vị thấy không? Rốt cuộc là coi như là chính cái chỗ mình can thiệp, mình đưa vô bệnh viện, nhiều khi nó lại đâm hại nữa. Cho nên nhiều khi mình tâm suy ngẫm thôi, cái sự vô thường thì nó là chuyện vô thường thôi, không có gì cả. Chúng ta đừng có can thiệp, đừng có nghĩ rằng mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình muốn cái nọ, mà mình cứ bình thản, nó sanh thì nó diệt vậy thôi, không có gì cả. Hãy nó bệnh thì nó phải hết, bảo đảm. Bởi vì nếu không mình hết thở nó cũng hết rồi, thì hết thở rồi thì nó đâu có bệnh nữa. Cho nên hãy bệnh loại hết, yêu thương mà, nghĩ đâu. Cho nên mình phải thường xuyên mình hiểu như vậy, để rồi cái chúng ta sống rất là thoải mái, chúng ta không có còn phải lo sợ. Thì đó là đôi trung tâm suy tư, suy tư về cái pháp vô thường, nó rất là bình thường, nó cũng chẳng có gì để mà chúng ta phải lo cả. Thì cũng như cũng gần 5 giờ rồi, thôi con xin phép lao xuống. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin chào quý đạo hữu. Thấy Huỳnh Minh Tâm xuống, không có ai lên đỡ mic. Xin đỡ mic giúp đạo tràng. Cảm ơn cô Trang Thư cho biết tín hiệu. Không biết cô Hồng Nhật có trước máy hay không, có thì gõ vài từ cho con biết. Con cũng mừng khi mà cô quay lại đạo tràng. Mấy hôm nay con cũng bệnh, con thấy cái dòng chat của cô, mấy bữa nay con cũng bệnh, cái bệnh này thì gần như 2-3 năm rồi con mới bệnh đó.
trước ở trên room con có nói là ngày con tham gia sinh hoạt với đạo tràng thì không có bệnh gì hết. Trước đó thì con hay bệnh lắm, lặt vặt, khí hậu chuyển mùa, nắng mưa là cứ bệnh riết. Thì hơn 2 năm rồi không bệnh, nhưng mà bây giờ thì cái tuần vừa rồi là bệnh lại, cái chuyện vô thường. Không muốn cũng không được. Thì 2 năm vừa qua thì nếu mà có bệnh rồi gì thì nó cũng là hắt hơi sổ mũi thôi, nhức đầu một chút thôi chứ không phải uống thuốc để hồi nó hết. Mà cái đợt này con bệnh thì phải uống thuốc. Thằng nhỏ nó sốt siêu vi, con bị lây nó. Không uống thuốc thì không có tỉnh táo, đầu óc không tỉnh táo, không có lo cho tụi nó được. Tụi nó bệnh rồi mình cũng bệnh, nằm đóng luôn. Phải uống thuốc thôi. Thì cái sốt siêu vi thì chỉ có nghỉ ngơi xong rồi cho nó hết bệnh thôi, đề kháng mình lên rồi chống lại con virus đó thì nó hết bệnh thôi, chứ không có thể nào mà có thuốc chữa được. Thì con thì con có người thân là bác sĩ thì cũng cho kháng sinh rồi thuốc lông đờm để cho mấy cái đờm nó gây nhức đầu, nó chảy xuống rồi mình ho ra, thuốc kháng viêm, rồi thuốc giảm đau, paracetamol. Con cũng không có chủ trương uống thuốc, mà bệnh thì giờ mình phải hết bệnh, mình mới lo cho người khác được. Thì uống mấy cái loại kháng sinh, thuốc lông đờm, mới uống kháng viêm thôi, giảm đau mình không uống. Nói chung là uống càng ít thứ thì nó càng tốt. Cái căn bệnh đó là nó không có hết, để cái thời gian đó cái đề kháng của mình hoặc là thêm cái kháng sinh nó hỗ trợ, nó chống lại thôi. Còn bệnh là nó phải đau, nó phải mỏi cơ, nóng chân, nóng tay, cay mắt, nhức đầu, đầu giống như ai đóng đinh vậy. Nhưng mà cuối cùng thì hồi sáng con cũng phải lấy Panadol ra con uống để giảm đau. Không có để yên được, không có chống nó thật. Tại vì sợ hồi nữa dậy rồi đọc kinh lễ bái tam bảo mà cái đầu nó cứ bưng 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 không biết đọc nổi hay không. Cũng nằm cả đêm nó cứ đầu bưng 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 bưng, con không muốn uống thuốc đâu, thuốc giảm đau. Cuối cùng chịu không nổi thì cũng ráng uống thuốc cho nó bớt đau để hồi còn tụng kinh được. Thì cái tình huống nó vậy. Chuyện ở bệnh tật thì nó cũng không có lo lắng, bệnh thì nó cũng sẽ hết thôi. Thì cái lúc bệnh thì nó cũng hay, 2 đêm trước thì coi như cũng nằm một đống, lúc đó thì đầu nó cũng bưng bưng bưng. Nhà ai đóng đinh trong đầu thì chỉ có nằm yên thôi, lắc đầu qua lắc đầu lại thì nó đau. Lúc đó con mới vô cái Buddha Thầm Má, thì lúc đó có sư Pháp Tân, sư Tuệ Siêu giảng về 5 cái thọ: thân thọ, thọ lạc, thọ khổ, tâm thì thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả. Thì đúng cái lúc mà mình bệnh thì rất là hay, nằm nghe cái đó thấy nó rất là hay. 5 cái cảm thọ đó có hết. Không có phải là khi mà mình bệnh thì không có nhất thiết là thân mình thọ khổ, tâm mình thọ ưu. Nó đủ hết 5 thọ. Ngay cả lúc bệnh, lúc đau đầu đó, xong nó dịu xuống, nó không có đau, nó không có đau hoài. Đầu giống như binh bưng bưng, ai giọng búa vô đầu thì nó nhói nhói lên từng cơn, sau đó nó dịu dịu xong nó hết. Thì cái lúc mà đầu nó bị đau nhói thì cái lúc đó nó thọ khổ, mà cái lúc đó nó dừng chỉ trong khoảnh khắc thích thôi, 1 giây 2 giây, tự nhiên nó không có còn đau nữa thì mình thấy nó thọ lạc. Còn cái tâm thì
Khi mà ví dụ mình đã bệnh, mình đau này, đau người, nhức cơ, cay mắt, mũi chảy ròng ròng, nó khó chịu thì nó có thọ, thọ ưu, bực mình, không theo ý muốn. Nhưng không phải là cái mình bệnh là nó chỉ thọ ưu đâu, nó có cả thọ hỷ, nó có cả thọ xả. Ví dụ nằm yên đó rồi cái dịp bệnh này nó không làm được gì, nằm yên lúc đó tập trung nghe được cái quý sư giảng về năm cái thọ đó, thì tự nhiên thì mình có cái tâm tham thọ hỷ đó, thích này nghe, thì đúng cái dịp đó thì nghe đúng cái bài pháp vậy. Năm cái tất cảnh thọ, hai cái thọ thân, ba cái thọ tâm, thấy nó rất là hay. Tức là mỗi lúc thì cái bản thân mình nó xuất hiện cái năm cái cảm thọ đó, chứ không phải là cái lúc vui hay là lúc thuận duyên nghịch duyên thì nó thế này thế kia, lúc nào nó cũng có đầy đủ thân thọ lạc thọ khổ, tâm thọ xả thọ hỷ thọ ưu, nó có đủ hết. Mình cần nhận ra lúc nào cái chuyển biến nó như thế nào thế thôi. Thì chính cái lúc mà bệnh bệnh đó, mà mình thấy được thân nó có thọ lạc, tâm nó có thọ hỷ, thọ xả, chứ nó không có chỉ là thọ khổ với thọ ưu. Thì lúc đó mình mới hỏi ngược lại, tại sao mà cái lúc mà bình thường, khỏe mạnh, vui vẻ, tại sao mình cứ ưu phiền? Cái chuyện đó nó rất là ngược đời, nó rất là xấu hổ. Đáng ra những cái lúc mà mạnh khỏe thì mình phải chú tâm vô cái thọ lạc ở thân mình nhiều hơn, thọ hỷ, thọ xả nhiều hơn, nhưng mà tại sao vẫn có cái thọ ưu? Đến lúc mà bệnh nằm xuống, cái thân nó mệt, cái tâm thì nó phiền lòng, thì lại thấy thấy được cái cảm thọ, thọ hỷ, thọ xả, thọ lạc của thân. Như vậy thì cái bài học ở đây là mình chú tâm vô cái gì, mình bám vô cái đó, nó tạo thành một cái thói quen. Thì cái lúc mà bệnh nằm một đống, sau này cái lúc mà sắp chết đi nằm một đống thì nó cũng vậy thôi. Ngay cái lúc ngáp ngáp sắp chết tới nơi rồi, chắc chắn năm cảm thọ nó cũng có. Không thể nào mà chỉ có thọ khổ và thọ ưu đâu, nó cũng sẽ có thọ lạc, sẽ có thọ xả, sẽ có thọ hỷ, đầy đủ hết. Mình chỉ nhận ra đó rồi mình bám vào thì nó sẽ rất là có nhiều ích lợi. Thì sáng nay thì do uống thuốc xong rồi, đầu nó vẫn còn đau, cũng chẳng ngủ được, thì vô room sớm thì có nghe sư Để Băng, thì cái vị sư này nói rất là hay. Tức là cái bản thân mình nó là cái đề mục để tu tập, chứ không phải là nhìn ra cái bên ngoài thế này thế kia để mà tập theo và bắt chước cái đúng, thì nó cũng không hẳn là tốt. Mà mình biết sai rồi mình sửa cho đúng thì cái đó nó mới là cái nhận thức đúng đắn. Thì thấy cái ý kiến này nó rất là hay. Thì bản thân mỗi người, cái đề mục để tu tập cho mỗi người, ví dụ như bây giờ cô Hồng Nhật bệnh thì cô sẽ thử, cô sẽ thử theo dõi cảm thọ của mình. Cô bật cái băng, cô liên hệ với những người bên room Buddha Thăm Má. Hai đêm về trước thì có sư Pháp Tân và sư Tuệ Siêu giảng về cái cảm thọ, ba cái thọ tâm và hai cái thọ thân đó. Thì cô nghe xong rồi cô thử quan sát cái bản thân mình,
thì nó mang lại nhiều ích lợi lắm. Thì cũng trong cái hoàn cảnh mà cũng đang bệnh, không được khỏe, giống cô, thì con cũng có chia sẻ chút vậy. Cũng như chia sẻ với đạo tràng, bây giờ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mài, Nam mô Sang Khai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ không biết ngài có trước máy không, con xin ngài trở lại máy. Dạ bây giờ huynh Chánh Ngộ đã chia sẻ xong rồi ạ. Dạ bây giờ hôm nay thì ngài mới nói là còn 20 phút nữa thì huynh Pháp Thủ mới vô. Dạ giờ này là giờ sinh hoạt tùy duyên. Dạ cô Kim hay là cô Thí Lâm, quý vị trong đạo tràng ai có ý kiến gì thì lên chia sẻ. Dạ. Dạ xin cho biết tín hiệu thì Meta sẽ nhường mic. Dạ không biết ngài có trước máy hay không ngài. Dạ, xin kính mời quý vị trong đàn ạ. Đối đầu quên lộn nha. Cô Hồng Nhật thì hôm nay có mới vào được thôi, chứ mà còn chưa có khỏe nên không có. Dạ, con xin nhường máy ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mài, Nam mô Sang Khai. Dạ cái bàn tay là của con, nhưng mà hồi nãy con giơ con lên mà con quên kéo bàn tay xuống. Xong rồi cô Hồng Nhật nói có bàn tay làm cô Meta leo xuống, chứ con quên để quên. Dạ. Thôi con cũng lên đỡ giúp đạo tràng. Dạ. Thì được biết là cô Hồng Nhật bị bệnh nhưng mà vẫn có thời gian để vô room. Thì thế mà có bị bệnh nhưng mà có thời gian để nghe Pháp thì rất là tốt. Thì như hồi nãy con có nói, nghe băng cái vị sư đó hồi giảng là lấy cái bản thân mỗi người ra làm cái đề mục để tu tập. Thì bất cứ cái gì cũng có thể quán được hết. Ví dụ như cái lúc mà mình bệnh,
bệnh tật này, nằm đóng này, nó cũng thích hợp. Ví dụ như để quan sát cái cảm thọ của mình như con chia sẻ, nó cũng cũng được. Cô nghe pháp, cô nghe pháp thì nhớ nhớ quan sát lại bản thân, thì bất cứ cái gì cũng để áp dụng cho chính mình thôi. Và bất cứ cái bài học gì có nghe thì nghe được hay học được cũng chỉ để chính mình thực hành thôi, chứ nghe mà không làm được, nghe mà không quan sát bản thân thì nó cũng không mang lại được lợi ích nhiều lắm. Chúng ta thích lúc đó rồi sau đó chúng ta quên ngay, ta quên xong rồi ta quên thì chúng ta dễ vui, ta phạm lỗi. Thì con cũng mong cô bệnh nhưng mà tâm cô vẫn khỏe, vẫn có thời gian nghe pháp bên Uttha Thamma. Hoặc là bây giờ thì cô quay lại room Phật giáo Nam Truyền thì cũng nghe pháp trên đây, rồi mình áp dụng được cho bản thân, có thể nhận ra cái điều gì đó mang lại ích lợi. Còn cái vô thường nó tới thì cái thân mình nó không kiểm soát được, nó nằm ngoài khả năng. Thì mình muốn hay không muốn thì cũng chịu thôi, chỉ có cái tâm của mình thì còn còn xài được, còn điều chỉnh được, thì cái nào xài được mình xài cái đó. Thì vẫn còn 15 phút nữa, con cũng không biết chia sẻ gì thêm, là con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy á. Hello, hello. Có nghe rõ không vậy? Cảm ơn cho Huynh Chánh Ngộ. Bữa nay ở gì đó, cái Huynh về Pháp Hữu đó có vô không? Có hả? Thì chắc khoảng 3 giờ rưỡi vô phải không? 3 giờ rưỡi giờ bên Mỹ, tức là bên giờ Việt Nam là 5 giờ rưỡi đúng không? Bây giờ nói gì giờ? Hồi nãy sư Chí Đức có nói kêu vô thường, thì cô Nhật Quỳnh đó là vô thường đó. Thấy rồi, tôi thấy cổ vô, cổ đọc rung, cổ chạy qua rung này rung kia, rung nghe bên chỗ này nghe chỗ kia, đi tùm lum tùm la, chỗ nào cũng có cổ. Tôi phục cổ lắm. Tôi thấy tôi nhỏ tuổi hơn cổ như nhiều, nhưng mà tôi thấy cổ hoạt động, sinh hoạt linh động, tôi phục lắm. Nhưng mà tôi cũng lo trong bụng tôi, nhưng không dám nói ra, tại vì tôi thấy đọc sách á, với thấy kinh nghiệm á, những người lớn tuổi á hay bị lắm, cụp xương nè, hay bị té. Mà bị té đó thì gãy xương, xương rất là lâu lành. Mà có, tôi có quen vài người, tại tôi có bạn nhiều. Tôi quen một người khi mà tôi đi hồi năm 2017. Và tôi đi lần đầu tiên tôi đi ngồi thiền đó 10 ngày ở trên Big Bear. Tại tôi ở California, tại sư đó là, nghe nói sư đó là từ bên trường thiền Pha Âu, Pha Ốc đó,
qua dạy. Tôi thì có cà lẫn đi ngồi thiền một hai chỗ, không có cái học nghe thôi. Nhưng mà tôi thấy mấy ông sư mà tôi lại trình pháp á, làm sao đó, cái bữa này nói này, bữa kia nói kia, tôi không có tin, là tôi không có ngồi thiền hết. Tôi chỉ học lần đầu tiên mà tôi học chỉnh chạc nhất là 10 ngày ở trên Bích Bè. Thì tôi có quen cái ông chủ chùa, trên cái ông mà chủ chùa, cái ông mà chủ mời mấy người cho nó đó. Thì tôi thấy ổng 77 tuổi. Trời đất ơi, mà ổng khỏe lắm, ổng khiêng mấy cục đá tốt tốt, nghe ổng kể nó vậy. Tôi nhìn cái tướng ổng, tôi nói ông có nhiều phước lắm, 77 tuổi rồi xương cốt nó không còn nhiều. Coi vậy chứ không phải vậy đâu, nó lỏng hết. Tại vì đó là cái sự vô thường. Cái sắc mạng quyền á, theo tôi học diệu pháp á, chứ lại con người đó là nó phải bị suy thoái đi. Nhưng mà cái óc của ổng á, cái đầu óc của người ta bình thường á, tôi thấy tất cả mọi người đều rất là không có để ý đến chuyện đó. Bởi tôi ngồi tôi nghiên cứu, tôi ngồi tôi dòm mà tôi không dám nói ra. Tại con người ta đó, hai có cái tật đó, là nói người ta nói thật ra đó, thì nói người ta miệng ăn mắm muối, trù người ta. Nhưng thật ra mình có cái lòng tốt, mình muốn nhắc nhở họ thôi. Cái tánh tôi là hay nhắc nhở, nói thẳng vậy đó, không biết nói cái dòng vậy đó, nhưng mà không dám nói. Tôi thấy ổng lăng xăng nhiều quá, tôi mới nói chứ trời ơi, tôi nhìn ông tôi thấy ông chắc chừng có 60 mấy 70 tuổi nhiều, mà sao ông tới ông 77 tuổi mà sao ông khỏe ông tới lui vậy. Ông coi chừng nha, cái sức thay đổi vô thường dữ lắm, ông đừng có làm việc nhiều quá. Bữa kia ổng kể cho tôi nghe, ổng chạy xe mà ổng buồn ngủ, ổng lủi vô cái đống đất đá mà ở hai bên đường đó, người ta làm đường đó, nó ấy, ổng lủi vô đó thôi, không bị gì, ổng buồn ngủ. Tôi nói đó làm dấu hiệu để cho ông biết ông phải stop lại cái việc ông làm nhiều đi. Ổng nói ổng không có stop được, tại ổng stop được thì không ai làm. Tôi nói nhưng ông phải tự lượng sức ông. Việc tốt cho người và tốt cho ông thì ông nên làm. Tốt cho người ta mà có thể không có tốt cho ông thì ông cũng phải cân nhắc lại. Chà, ông tổ chức, ông rủ tôi đi hành hương bên Ấn Độ đó, hồi năm ngoái đó. Tháng 5, ông nói tôi sẽ đi, tôi nói ông tháng 11 tôi mới đi, tháng 5 đi không được. Thì tôi thấy vậy, ông cũng đổi, ông nói để tháng 11 cũng có người đi. Thì tới tháng 6, tháng 5, tháng 6 gì đó, thì tôi thấy ổng bị té gãy cái xương chân, ổng không có tổ chức đi được. Thành ra tôi mới đi theo cái đám bắt tông đó, tôi kể cho mấy người nghe tôi mua vậy đó. Trời đất ơi, thì tôi mới thấy ổng, tôi lên nhà tôi thăm ổng, tôi thấy ổng ngồi một chỗ, ổng không có đi được. Tôi mới đem thuốc sức đủ thuốc á, mà rất là tốt, sức để cho nó bớt sưng á, nó mau mau lành nữa, mà của bên Mỹ chế, mà của bên phái Thiếu Tâm gì đó. Thì tôi không có dùng thuốc nhiều. Bữa kia tôi hay bị đau đau nè, làm việc này đụng này đụng kia, sưng này sưng kia đó, thì tôi thấy cái bà kia mới giới thiệu tôi mua đó, thì sức rất là tốt. Sức mà những thuốc khác á, thì sức khoảng mấy tháng trời hết, cái này sức 3 ngày trong vòng tuần lễ là nó bớt rất nhanh, rất là dễ. Nhưng mà tôi coi, tôi sợ cái đó nó dùng cái mặt gấu gì đó, thì mới coi trong cái ingredients của nó đó, thì tôi thấy dùng toàn là thảo dược không à. Tao cả tôi mới đem lên cho ổng. Ổng đem vô cái chân ổng bị nát nguyên cây chỗ cái mắt cá của ổng hết á, mà phải lâu lắm. Ổng nó nhức đau ngoáy. Ông bớt cái tôi nói ông này ông xuất kia đi. Ổng mới lấy đồ ổng, ổng cái ổng bị băng cái cast đó, cái bịch trắng á, cái đó tiếng Việt Nam của gì tôi cũng quên nữa, Mỹ rồi cast á. Thì ổng lấy cái Q-tip á, cái cọng dài, ổng chấm nó cũng nhỏ nhỏ vô trong đó. Ổng nói trời hay quá, một tuần lễ cái nó bớt sưng đi, tại vì nó bầm cái chân ông, nó bầm đen lên chỗ nguyên cái bắp dế không vậy đó. Ổng thấy nó bớt nhanh lắm, thì tôi cũng mừng, tôi cho ổng thêm hai chai nữa. Tôi có những bà bạn, có vài người bạn thôi. Bà đang đi dọc đường mới đón xe bus, bà đón xe bus để bà đi lại người bạn vậy đó, thì bà té cái bập xuống. Mà ngày đó đi à, thì thấy nhiều người kể té có những chuyện rất là đột ngột, khó nói lắm.
Tôi cũng hay nhắc mấy người ở ngoài, chính tôi cũng nhắc cái bản thân tôi nữa. Lớn tuổi rồi, cái tánh tôi hay đi nhanh nhẩu á. Thì tôi cũng nhắc á, khi mà tôi lên cầu thang hay chạy bụp bụp bụp. Cái tôi chạy bụp bụp, cái tôi thấy cái tim tôi nó nhói lại, tôi là nhắc nhở tôi đó, đi chậm lại, chậm lại. Chậm lại nghe, chậm lại nghe, trời ơi đừng có té nghe, chậm lại nghe. Thì tôi đi chậm lại. Thành ra lúc sau này á, một vài năm nay đó, thì tôi cứ cái gì tôi cũng đang đi nhanh hay làm gì thì tôi tự tôi thức tỉnh tôi, mình lớn tuổi rồi, đừng có làm nhanh nữa, từ từ đi. Và khi mà tôi làm cái gì mà tôi thấy hơi mệt á, hồi đó tôi cũng khỏe lắm, tôi làm cả ngày lăn xăng lăn xăng lăn như đó, làm cái gì không thấy mệt nhiều lắm, nếu mệt lắm nằm chút hết nghỉ thôi. Còn bây giờ tôi thấy nó mệt mà nó hơi chóng mặt cái gì đó nay. Trời ơi, em già rồi nha em mệt rồi nha, em nghỉ ra thì tôi sẽ nghỉ đi. Nhắc nhở tôi nói nghỉ đi, tôi nghỉ đi, tôi nghỉ cho nó bớt. Mà ai có nói rủ ren đi chơi không, như con tôi lại kêu ăn ăn cái này, ui, mệt đâu có gì đâu, mới lạ tôi không có đi. Tại vì nếu mà nó chở tôi đi á, rồi nó chở tôi về thì tôi sẽ đi. Mà tôi đi theo xe rồi tôi đi về đó, tôi phải chạy về, tôi nói tôi không ăn đâu. Trừ trường hợp cái đó mà tôi muốn đi ăn ở ngoài, mà cái món đó mà tôi muốn ăn á, hay cái gì đó thì tôi sẽ đi, còn không tôi không có đi. Tao nói không có đi, rồi sao? Mệt, tao già rồi, tao chạy xe tới luôn, tao chóng mặt lắm, tao mệt lắm, mệt lắm. Nó nói vậy thì tụi nó quen rồi, nó không dám đủ. Tôi muốn làm gì tôi làm thì tôi thích. Mà đó tôi thấy con nít lại chơi, mấy đứa giáo tôi lại chơi, tôi chơi nó vui lắm. Nhưng sau này tôi thấy nó chạy lăng xăng, tôi chóng mặt quá à. Nó mệt đó, tại mình phải phóng ra đó. Phóng ra để coi chừng nó té cái gì đó, tôi không thích. Nó lại nó chơi dài một hai tiếng thì đi, nói có đi đâu thì đi đi, đừng tôi thấy tôi nói có đi đâu đi đi, mẹ phải đi học bài. Thì tụi nó biến nè, để có hai thằng con trai thôi, thằng lớn đang đi học ở đại học ở tiểu bang khác, còn thằng lớn ở xa. Nó lâu lâu nó chạy lên nó thăm nhà vợ, nó đi công chuyện thì nó ghé nhà tôi thôi, nhà bên bên má vợ của nó đó, thì đi ghé thôi. Mà tôi cũng thấy nhớ tôi cháu nhiều nữa, tại bây giờ bên đây á muốn nói chuyện tôi nói dễ lắm, chứ mình kêu điện thoại cái vô FaceTime cái thấy tụi nó làm ở trong nhà nó bình thường nè, nó không có gì nhớ hết chứ. Mà tôi bạn học nhiều quá tôi cũng không để ý nhớ tụi nó nữa. Thấy tụi nó cũng tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, đâu công việc đàng hoàng, nhà cửa đâu đó, thì không có gì lo lắng, tụi nó vui vẻ không có gì để hết. Tôi chỉ nghĩ rằng lo cái thân già của tôi là tốt nhất à. Chuyện ai làm gì làm, mình lo thân già mình vậy thôi. Tại vì mình không có biết được cái sự vô thường. Cái óc của đầu óc của người ta đó, thường đó, không có biết cái sự thay đổi của thể xác. Tại cái ý nghĩ của họ, họ chấp vào cái ý nghĩ của họ, họ nghĩ là họ đúng, họ quên đi. Cái sự vô thường là cái sự già cả, cái thời gian, cái tuổi già nó chồng chất lên đó, không có để chuyện đó. Thành nên cái chuyện mà họ bị té ngã là cái chuyện rất bình thường. Còn những chuyện như là ngoài cái chuyện té ngã là cái họ không để ý đến cái thân xác của họ, cái thân xác của họ đã già nua, không còn cái, nó không có còn cái cân bằng nhanh nhẹ. Do là mình đi mình bước mình có chuyện gì mình chở cái gì á, thì lúc còn trẻ nó cái tánh phản xạ nó rất là mạnh, nó nhanh, mình ít bị té. Nhưng mà lúc mà già nó chậm chạp, cái thân xác nó không điều khiển theo như ý mình muốn, là mình hay bị té lắm. Đó là chuyện tôi nói, quý vị có nghe không nghe thì người nào lớn tuổi thì để ý, còn người nào trẻ mà kinh thường thì chờ đấy nhé, sẽ tới ngày đó. Tôi chỉ nhắc nhở cho thân tôi là nên cố gắng để mà giữ thân bình. Tức là khi là tôi làm cái gì hay tôi ăn hay uống, và tôi thấy để ý cái sự ăn uống tôi như sự đi của tôi có điều trục trặc không, thì tôi thấy cái những lần mà tôi đi nhanh á thì cái chân tôi nó hơi khựng khựng vậy. Tôi nghĩ rằng đó là những cái muscle, những cái bắp chân, cái thịt hay là cái gì đó, thì nó không còn những nữa. Tôi có đi chụp hình xương, cái scan xương á, bone scan á, thì vô nằm trong cái máy nó scan từ đầu tôi, thì ra là cái xương của tôi nó hơi bị loãng một vài chỗ. Mà tôi uống thuốc bổ á, thuốc bổ nào cũng vậy á, uống qua ngày thứ ba đó là tôi bị nổi mụn. Tôi không chịu, tôi ít uống thuốc lắm, thuốc uống chỉ vài thứ mà cần thiết thôi, chứ tôi thấy bạn tôi một ngày uống cả bụng vậy đó, thuốc này thuốc bổ máu, thuốc này thuốc dầu cá. Tôi nói mấy bà uống thuốc như vậy á, thì no rồi đâu cần ăn đâu. Nhưng mà tôi uống thì bị nổi mụn, thành ra bác sĩ phải cho tôi có loại mà có to đặc biệt,
như là sư nói cái loại Alendore đó, thì cái loại đó là uống 40.000 đơn vị cho một cái viên đó, uống một tuần chỉ có một viên thôi thì tôi uống nhà một tuần viên thì tôi uống viên thôi, chứ còn mấy thuốc bổ calcium citrate thì tôi uống, tôi thấy thứ nhất đó, là cái mặt tôi bao ngày sau nó nổi mụn, thứ hai tôi hay bị bón, tôi ghét lắm, mặc dù tôi uống nước nhiều tôi nói chết đi chết đi, tôi uống vậy mệt quá à. À, tôi uống thì tôi chỉ uống có một tuần có một viên đó, mà tôi chụp hình tôi biết cái lon cái xương của mình nó bị loãng, mà trong khi mình thấy mình nguyên rất là khỏe. Tôi vẫn tập exercise mỗi ngày, hầu như tôi exercise một ngày 1.5 tiếng đến 2 tiếng tôi tập cái đó, nhưng mà tôi vẫn quan sát cái người của tôi thấy nó thay đổi rất nhiều. Ngày xưa tôi tới lui lon dẹp nhà, dọn dẹp nhà cửa làm này kia cả ngày đó, thì chỉ mệt ít thôi, nhưng bây giờ tôi làm nhiều cái là tôi thấy cái tim tôi đập nhanh, thì tôi biết rằng cái đó là sự vô thường rồi. Cái tuổi già nó sức yếu là không nên làm nhiều. Thành ra tôi có học pháp thì tôi hay nằm trên võng lắm, tôi nằm mà ngồi chán rồi tôi đứng dậy tôi ngồi, thì tôi đi và tôi ăn uống tôi cẩn thận lắm, nhưng tôi ăn đồ không có dầu mỡ. Những cái điều mà tôi ăn, cái sự bình thường ăn uống của tôi là không phải tôi diet, mà tại vì cái lối ăn của tôi nào giờ nó như vậy. Tôi thích uống nước, ăn canh, ăn rau cỏ nhiều, không thích ăn thịt, ăn cá nhiều thì tốt vậy thôi. Những cái gì mà người ta kêu cử này cử kia vô ăn, đồ ăn thì tôi không cần phải cử, tại những điều mà họ cử thì tôi không có thích, cái đó tôi không thích ăn. Là tôi chỉ nhắc lại vấn đề mà vô thường do chữ bản thân của tôi á, những người mà trên 50 mấy 60 tuổi nên cẩn thận vào cái sự ăn uống điều độ một chút. Nếu mà mình ăn những chất dầu mỡ nhiều quá nên tốt lại, thay đổi những nào những tốt. Cái thứ hai nữa, để ý vào cái sự sinh hoạt hàng ngày mỗi ngày của chính bản thân mình, khi thấy mệt hay cái gì thì nên nghỉ đi, và khi mà có chuyện gì gấp rút quá thì đừng có nên đi nhanh quá, phải cẩn thận, đừng đi nhanh quá, đừng Alo, xin lỗi sư Kim ha. Huynh Pháp Hữu đang gọi. Và bây giờ giờ này là giờ của Huynh Pháp Hữu. Mến chào ca nhi Huynh Pháp Hữu. Mời Huynh Chánh Ngộ nha. Huynh Chánh Ngộ sẽ trình giảng sư ngày hôm nay. Xin mời Huynh Chánh Ngộ. Nam mô Bụt Thầy, con xin thưa sư. Rama chaloka thipati sahampati katan chali anthivarang aya chatha santi thasata parachakhachatika dese tu thamang anukam pimang pachang sathamma fering vinayan chakayang sutan chapanthang afitham vajamang Ako tayanto chatusak chadandang papo thaneye parisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng chỉ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hẳn còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí truy vẹn toàn. Em con kính nhường mic lại cho chú. Cảm ơn Huynh Chánh Ngộ. Con xin kính lễ sư Trí Đức, xin kính lễ quý chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị. Để bắt đầu buổi bàn luận Phật pháp sáng hôm nay như thường lệ, chúng tôi xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Uthang Bhagavan Tang Abhivademi Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami.
Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma, vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí, tận cùng thế gian. Bác thánh đạo, con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý, nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoàng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang thammang sangkhang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Đó là xong cái phần lễ bái tam bảo tóm tắt. Kính thưa quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, tuần này thì chúng tôi xin tiếp tục về trình bày về cuốn sách Tỉnh thức đối diện trước bệnh tật và cái chết của ngài Tỳ khưu Analayo, chương 22, có tựa đề là lời những lời cuối cùng của một cư sĩ thành đạt. Thì cũng như trình bày mỗi lần mỗi tháng thứ hai về cuốn sách này. Cuốn sách này là có 24 chương, chia làm hai phần. Phần đầu 12 chương thì ngài Tỳ khưu Analayo trình bày những bài kinh trích và yếu với tạng đại gia của Nam truyền. Ăn đến lại sao giúp chúng ta có thể đối diện. Khi chúng ta bị đau đớn thì chúng ta đối phó như thế nào. Và 12 chương tiếp theo từ chương 13 đến 24 tức là trích những cái bài kinh trong tạng A Hàm cũng như tạng Nikaya đối chiếu để giúp chúng ta tìm hiểu những lời Phật dạy và những cái ví dụ cũng như những cái tấm gương của Đức Phật cũng như của các vị đại đệ tử phải đối diện cái chết cận kề như thế nào. Thì bây giờ là hôm nay chúng tôi sẽ trình bày chương 22, coi như sau chương này là còn chương là trình bày từng chương, mỗi tuần từng chương, mỗi chương như vậy vào mỗi sáng thứ hai. Thì chương 22 này có cái tựa đề là những lời cuối của một cư sĩ thành đạt. Như chúng ta biết, trong Phật giáo, Đức Phật thường hay nói là có tứ chúng, có bốn hội chúng, bốn nhóm đệ tử của Đức Phật. Tu tức là những nam tu sĩ, thì khu ni tức là những nữ tu sĩ, rồi u bà di và u bà tắc tức là những thành phần nam cư sĩ và nữ cư sĩ, có bốn hội chúng như vậy. Và từ trong kinh điển có ghi lại ngay từ thời khi Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều vị đệ tử của Đức đã thành công hoặc là đắc một trong bốn quả trên con đường giải thoát, tức là quả dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán. Và không chỉ riêng cho thành phần tu sĩ thôi mà ngay cả thành phần cư sĩ, những người còn ở nhà có bận chuyện gia đình, làm ăn buôn bán ở trong xã hội cũng có thể đắc được cái quả, ít ra là ba cái quả đầu tiên. Cũng có một vài đắc Đức Phật, nhưng mà đa phần là trong ba cái quả đầu tiên. Và một trong những cái, và trong có một cái bài trong cũng như tăng nhất A Hàm
nói về những cái người mà nổi bật lên, có những vị đệ tử mà nổi trội hơn những cái vị khác, thì Đức Phật có tán ca ngợi các vị, tức là nam tu sĩ, các vị tỳ khưu ni, một số các vị nữ tu sĩ, rồi các vị nam cư sĩ và nữ cư sĩ nữa. Trong số cư sĩ Phật khen ngợi thì có ông Chích Tá. Ông Chích Tá được người có nhiều trí tuệ và người có tâm. Đôi trong kinh điển cũng ghi lại đôi khi ông có thể giải thích và thuyết giảng cho một số vị tỳ khưu mà cần phải được nghe giảng. Và ông là một người cư sĩ đắc cái quả bất lai trước khi chết. Thì đây là cái trường hợp bài kinh ghi lại những cái giờ phút cuối cùng của ông. Mặc dù ông đã bị bệnh gần chết rồi, nhưng mà ông vẫn có những cái lời giảng dạy với những người xung quanh trước khi ông qua đời. Thì đó là cái lý do và cái nguyên nhân mà Ngài Tỳ Khưu Analayo đem cái bài kinh ra để mà trích dẫn, mà giới thiệu cho trong cái chương này, nói lại về mấy cái chương trước á, là nói về những người chưa đắc đạo, tới cái giờ chót bị bệnh, rồi Đức Phật tới thăm, hoặc là có những cái vị trưởng lão khác tới thăm khuyên giải, cái người bệnh nghe xong tỉnh ngộ, rồi phát triển tuệ giác, rồi lâm chung rồi chết. Còn trong trường hợp này á, thì cái vị mà cái người lâm chung là một cái vị là gần qua đời rồi, nhưng mà đã đắc đạo rồi, đắc được cái quả thứ ba, và vị ấy trước khi chết đã có để lại những cái lời giảng cuối cùng khuyên nhủ những người xung quanh. Đó, cái trường hợp cũng rất đặc biệt. Thì đó là chúng tôi muốn nói sơ lược như vậy. Và trong cái link mà đưa ra trong cái thông cáo, trong cái thông báo đó, thì các anh chị có thể vào xem. Trong cái phần dưới thì chúng tôi có trích ra một cái bài viết về cuộc đời của ông gia trưởng Chích Tá, lấy trong cuốn sách của Ngài Janapodika, và ban biên tập Thích Ca Thiện Viện ở Hoa Kỳ có dịch ra tiếng Việt và xuất bản Ấn Tống, và chúng tôi có đưa vào trong đưa toàn cái cuốn sách đó vào trong và trên mạng. Thì chúng tôi trích ra trong cái cuốn sách đó, thì chúng tôi trích ra cái phần tóm tắt lời của Ngài, của ông Chích Tá, mà các anh chị có thể vào đọc. Để chúng tôi đưa ra cái link và các anh chị vào đó rồi kéo xuống. Anh thì chỉ có thể vào trong cái link đó, rồi đi xuống phía dưới có một cái phần chúng tôi có để cái tựa đề là gia trưởng Chích Tá, cư sĩ mẫu mực. Các anh chị có thể vào đó là xem và đọc sơ để biết được cái cuộc đời của Ngài ông Chích Tá. Thì ở đây chúng tôi xin đọc một cái phần giới thiệu của Ngài Tỳ Khưu Analayo, trích từ trong cuốn sách Những Lời Phật Dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy về tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, chương 22. Sau nhiều chương trình bày về cái chết như là một cơ hội để phát triển tuệ quán, chương này và chương tiếp theo lần lượt trình bày về những vị đã chứng đạt tuệ quán thâm sâu, và cái chết của các vị ấy là một cơ hội để giảng dạy cho những người khác. Giảng dạy, chúng ta viết sai cái chỗ này. Nhân vật chính ở đây là ông gia chủ Chích Tá, tương tự như trường hợp của Ngài Kemaka đã thảo luận ở chương 11. Bài kinh trong chương này ghi lại câu chuyện về người bệnh là người truyền dạy. Nhân vật chính ở đây là ông gia chủ Chích Tá, một cư sĩ được nhiều bài kinh ghi nhận đã có nhiều thành tựu. Đó, thì trường hợp này như chúng tôi mới trình bày đó, vì đây là một trường hợp khá đặc biệt.
là thay vì những cái người đi thăm bệnh hoặc là Đức Phật hoặc là vị tu sĩ tới thăm một cái người bệnh đã trong trong cái giờ hấp hối, trong giờ mệnh chung bị bấn loạn, thì mình khuyên giải như thế nào để cho cái vị ấy yên lòng để mà ra đi, rồi đôi khi nhờ những cái lời khuyên giải đó mà vị ấy có thể tỉnh ngộ đắc đạo được trước khi. Nhưng mà trường hợp này thì ngược lại, tức là một cái vị mà nằm bệnh là biết mình sắp sửa ra đi rồi, sẵn sàng bình thản bởi vì vị đó đã đắc đạo rồi, đã giác ngộ rồi, rồi những người chung quanh là lại bấn loạn buồn, thì cái vị ấy phải khuyên giải những người chung quanh như thế nào trước khi vị ấy nhắm mắt lìa đời. Nó cái trường hợp cũng khá đặc biệt. Và trường hợp ở đây là ông cư sĩ ta, một người được Đức Phật khen là có tài, có tài thuyết pháp và có trí tuệ. Một bài cư ứng bộ bài 17.23, tức là cái bài kinh số 23 trong cái chương số 17, tương ứng 17. Và bài kinh tương ứng trong Tăng Nhất A Hàm, xem chích tắc như là một vị cư sĩ tại gia gương mẫu. Cả hai bài kinh đều ghi lời khen của Đức Phật rằng, nếu có bà mẹ hướng dẫn cho con và nếu con trai của bà quyết định sống đời tại gia, thì người con trai ấy phải noi gương gia chủ Chitta. Đức Phật giải thích rằng cùng với ông Hathaka, Chitta là một trong hai vị gia chủ xứng đáng là tiêu chuẩn cho các vị đệ tử cư sĩ. Thì trong hai cái bài kinh giống nhau, một bên là trong Nikaya, trong tương ưng bộ, một bên là trong Tăng Nhất A Hàm của Hán Tạng, đều có một cái bài kinh giống, cái nội dung giống tương tự, là Đức Phật khen ông Chích Tá và ngài khen rất khéo. Ngài nói rằng bây giờ đó, nếu mà trong gia đình có bà mẹ nào mà thương con muốn dạy con thì bà mẹ nên khuyên, nếu mà đứa con cũng không muốn đi đi tu, chưa muốn xuất gia mà chỉ muốn sống ở đời tại gia thôi á, thì mà khuyên, nên khuyên đứa con đó là theo noi theo cái gương của một trong hai ông cư sĩ, và ông Chích Tá hai là ông Hathaka, hai vị tu sĩ thành đạt trong thời Đức Phật. Đức Phật khen như vậy là gián tiếp khen là hai ông này là người rất tốt, mặc dù bận rộn chuyện gia đình mà vẫn có thể tu tập được, và chúng ta nên noi gương hai vị đó nếu mà chúng ta chưa có đủ duyên hay là chưa có sẵn sàng để mà xuất gia đi tu, và chúng ta sống đời cư sĩ vẫn có thể thành đạt được. Theo các vị đệ tử cư sĩ nổi tiếng ghi trong Tăng Chi Bộ AN 1.14, tức là cái bài kinh số 14 trong chương một pháp của Tăng Chi Bộ, Chitta là vị đệ tử cư sĩ có tài thuyết pháp tối thắng, có tài thuyết pháp giỏi lắm. Đức Phật khen đó là một vị cư sĩ giỏi về thuyết pháp. Bài kinh Tăng Nhất A Hàm tương đương ghi rằng ông là vị cư sĩ có trí tuệ bậc nhất trong hàng nam cư sĩ đệ tử, tức là trong khi đó trong Tăng Nhất A Hàm 6.1, tức là bài kinh đầu tiên trong chương 6 của Tăng Nhất A Hàm, thì ghi lại rằng Đức Phật khen ông Chích Tá là người có trí tuệ bậc nhất trong cái hàng cư sĩ. Các khả năng hành thiền của ông Chích Tá trở nên nổi bật trong một bài kinh, chứ không phải là một bài kinh. Ghi lại rằng ông đã khôn ngoan đánh bại thủ lĩnh của những người theo kỳ na giáo trong một cuộc tranh luận, mà qua đó ông khẳng định rằng ông đã đắc thiền đa. Cái này là phần này thì có ghi ở phía dưới, các anh chị có thể đọc thêm cái phần về tiểu sử của ông Chích Tá mà chúng tôi chép lại ở phía dưới. Một bài kinh khác cho biết không những ông thành thạo trong công phu nhập định, nhưng ông cũng có tuệ quán và ông đã đắc quả lai. Chứ đã đây. Mình thấy như vậy thì trong những cái bài kinh, nếu các anh chị có thời giờ có thể tìm đọc bài kinh SN41.8, tức là bài kinh số 8 trong phẩm 41, chương 41 của Tương Ưng Bộ Kinh, cũng như là 41.8, 41.9, trong cái chương 41 đó, cái phẩm 41 là nói nhiều, có nhiều bài kinh, có 10 bài kinh nói về những cái hoạt động khác nhau công chích tá. Và có thể đọc thêm cái phần bên Tạp A Hàm, tức là S.A. Sanyutta Agama, bài kinh số 573 và 574 này. Đó, thì bây giờ chúng ta
có sẵn những cái bản dịch Nikaya cũng như dịch kinh A Hàm đưa lên trên mạng hoặc là in xuống giấy. Chúng tôi thấy thỉnh thoảng ở Việt Nam những nhóm họ in lại và cho mình thỉnh, không nhớ bao nhiêu tiền, khoảng 2-3 triệu chúng tôi cũng không nhớ. Nhưng mà nên, nếu mà có đủ cơ hội cũng như đủ khả năng tài chính thì mình nên thỉnh những cái bộ kinh đó về rồi đọc, và nên đọc đi, chứ không phải thỉnh về rồi để đó là chụp hình thôi, cũng không không có đúng, không có tốt gì. Mình nên lấy mở ra đọc, và khi mà mình đọc những cái cuốn sách như thế này có ghi những cái bài kinh thế nào nè, thì cũng nên tò mò, có cái tính tò mò tìm đúng cái bài kinh nó đọc coi cái vị tác giả hay là vị sư đó trích ra có đúng hay không, và cái tinh thần, cái nội dung của bài kinh nó như thế nào, nên nên tìm đọc, chứ không phải là mình tin suông. Nói có sách mách có chứng, khi mà một cái vị giảng sư hay một tác giả trích một đoạn kinh nào mà cho mình biết cái nguồn gốc đó, thì mình cũng nên bỏ thì giờ đi tìm đúng cái bài kinh đó lấy ra đọc. Theo kinh nghiệm riêng cá nhân thì khi mà mình làm như vậy mình thấy vui lắm, và mình hiểu thêm kinh, mình có cái lòng tin mạnh hơn về những cái như lời giảng của Đức Phật, thay vì mình chỉ tin suông vào những cái lời giảng của các vị khác, thì mình nhờ các vị đó chỉ cho mình để mình tìm đúng cái bài kinh có những cái ý nghĩa như vậy, để mình đọc thẳng cái bài kinh. Khi mà mình đọc thẳng như vậy thì mình thấy thấm hơn và mình nhớ lâu hơn, thì đó là cái kinh nghiệm riêng của chúng tôi. Thành ra mình phải chịu khó, đừng có lười, đừng có chấp nhận liền, mình ghi đó rồi tìm thẳng cái bài kinh để đọc. Và trong cái phần này đó thì ngài Analayo có nói rằng qua những cái đoạn kinh mà ngài có ghi nguồn gốc, mình tới mình đọc ra mình thấy rõ ràng là ông Chích Tá là một người toàn vẹn, là một người cư sĩ nhưng mà phát triển toàn vẹn, bởi vì không những ông có trí tuệ, ông có tuệ giác, ông có thể giảng pháp thuyết phục người khác, mà ông cũng là một thiền sinh, một hành giả. Ông hành thiền, ông đắc, ông nhập thiền được, có thể đắc được 4 tầng thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền ông cũng đắc thiền. Và mình thấy ông đắc thiền khi ông vẫn còn là một cái vị cư sĩ thôi, tức là cũng còn bận rộn chuyện gia đình chứ không phải là không. Do đó mà Đức Phật nói rằng những cái người cư sĩ nên noi gương ông, và hoặc là noi gương ông Hathaka là ngài, tức là ông phát triển đầy đủ về pháp học cũng như pháp hành. Nhiều bài kinh ghi lại kỹ năng giảng dạy của ông ngay cả đối với các vị tu sĩ khác, tức là ông có cái khả năng giảng dạy cho cả tu sĩ chứ không phải chỉ giảng dạy cho những cái người cư sĩ thôi. Một bài kinh ghi lại câu chuyện về một nhóm các vị tỳ khưu bàn luận và có những ý kiến khác nhau về tác động và vận hành của các kiết sử. Chích Tá tham gia bàn luận và giải thích rõ ràng với ví dụ về hai con bò bị cột ách lại với nhau. Con bò này không phải là kiết sử của con bò kia, nhưng cái ách giữa hai con bò là những gì trói buộc chúng lại. Tương tự như thế, căn và trần tự chúng không phải là kiết sử. Kiết sử là ở tâm tham ái khởi sinh do duyên của chúng. Tức là bây giờ các anh chị có thể tìm đọc cái bài kinh 41.1, tức là bài kinh thứ nhất của phẩm 41 đó. Thì có nói rằng có một ngày nọ có một nhóm các vị tỳ khưu luận với nhau, bàn luận với nhau là giữa căn với trần, tức là mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là mình có 6 cửa, tức là 6 căn, rồi tiếp xúc với 6 trần, tức là 6 đối tượng, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Như vậy thì tạo ra những cái phiền não, và mới hỏi rằng cái nào là cái kiết sử trói buộc. Nó là mình phiền khổ, mình đau khổ, mình phiền não là do mắt, có một con mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, hay là do cái đối tượng của nó, tức là do cái âm thanh, sắc thanh, hình dáng, sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là 4 cái 6 cái đối tượng như vậy, 6 trần như vậy, thì cái nào là tạo nên cái sự trói buộc, cái kiết sử đau khổ. Thì ông Chích Tá mới giải thích rằng thật sự ra đó nó giống như con bò, hai con bò kéo xe, mà
có chung một cái ấp, một con bò bên này tức là con bò trắng, cái kia là con bò đen, màu đen. Thì tượng trưng hai con bò là một bên là căn, một bên là trần. Thật sự nó không có con bò nào nó tạo cái sự mà cái ách nối hai con bò lại với nhau, trồng lên cái cổ hai con bò đó, cái đó mới là cái kiết sự. Đó là gì? Cái ách đó là lòng tham ái mà tạo ra cái phiền khổ. Cũng như là chúng ta sanh ra đời thì chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không thể tránh được, có đủ sáu cái cửa như vậy tạo thành con người. Rồi chúng ta sống ở trong đời thì chúng ta phải tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp chứ không có tránh được. Cái mà tạo ra cái phiền khổ tức là khi căn tiếp xúc với trần có cái lòng tham ái khởi lên thì cái lòng tham ái đó mới tạo ra phiền khổ. Cái lòng tham ái đó mới tạo ra, nó chính là cái kiết sử. Đó là cái giải thích của ông Chích Tắc, là ông đưa ra cái thí dụ về cái ách của hai con bò rất là hay. Như thế là trong bài kinh ở trên là các vị tỳ khưu tiêu biểu cho đời sống quy ẩn đã nhận được lời giải thích rõ ràng từ một vị hành giả cư sĩ có nhiều thành tựu. Khi sống trong thế gian bận rộn với tình trạng không nhiều thuận lợi cho tu tập chuyên sâu, rõ ràng là ông Chích Tát đã thành công khi đối phó với những trải nghiệm về các đối tượng giác quan hay các trần trong đời sống tại gia, trong phương cách làm suy giảm các kiết sử và lòng ham muốn của ông. Ông là một bằng chứng sống động cho thấy vấn đề ở đây là cái ách giữa hai con bò, không phải ở một trong hai con bò đó. Thì cái ý của ngài Tỳ Khưu Anālayo suy luận rằng đó, mình thấy rõ ràng là ông Chích Tá, ông là một cư sĩ tại gia, ông không phải là một tu sĩ sống cuộc đời quy ẩn, ông phải tiếp xúc thế gian. Nhưng mà trong cái thế gian bận rộn như vậy, mặc dù nó không tên nguyên tắc mình nhìn, mình thấy rằng có nhiều chuyện lộn xộn như vậy thì nó không có thích hợp cho việc tu hành chuyên sâu. Nhưng mà rõ ràng ông đã thành công. Ông mặc dù ông sống bận rộn như vậy, nhưng mà ông biết cái cách để kiểm soát khi mà căn tiếp xúc với trần. Thì khi mà lúc đó là không tránh được, nhưng mà lúc đó nó nảy sinh ra cái tham ái. Thì phải kiểm soát ngay cái chỗ tham ái đó. Và ông đã thấy rõ rõ như vậy. Và cái tham ái đó là tạo thành kiết sử, là sự trói buộc, chứ không phải là căn, cũng không phải là cái trần, không phải là cái giác quan, mà cũng không phải là đối tượng. Cũng như khi con mắt mà thấy hình sắc và nổi lên cái sự đau khổ, thì cái đau khổ đó không phải là do con mắt, mà cũng không phải do cái hình sắc, mà do cái sự tiếp xúc giữa con mắt và cái hình sắc ảo sân của sự tham ái. Cái tham ái đó, cái luyến ái đó thì mới là cái sự nguồn gốc của đau khổ. Trong một dịp khác, Chích Tá được ghi nhận là đã giải thích chi tiết cho một vị tỳ khưu về ý nghĩa của một câu nói ngắn gọn của Đức Phật. Đức Phật cái này, chúng tôi nhiều khi đánh máy nó không có được tốt, thành ra bị sai sau khi đánh máy. Và trong một dịp khác, ông đã giải thích cho tỳ khưu khác về sự khác biệt giữa các loại tâm giải thoát. Tức là có những cái bài kinh mà ông đã giải thích rất rõ ràng, có những cái loại tâm giải thoát khác nhau. Các anh chị có thể tìm cái bài kinh số 7 trong chương 41 của Tương Ưng Bộ Kinh, hoặc là phía dưới chúng tôi có trích cái đoạn dịch của nhóm Như Lai Thiền Viện phía dưới để mà xem cái phần này. Bên cạnh trí tuệ thâm sâu của Chích Tá, các bài này xác nhận thêm một điểm đã được nêu ra từ trước. Đó là các bài kinh trong Phật giáo sơ kỳ không xem tuệ quán chỉ đặc biệt dành riêng cho hàng tu sĩ. Các vị cư sĩ đệ tử chẳng những có khả năng thu nhận những lời dạy thâm sâu và thành đạt mức độ giác ngộ cao, mà họ còn có thể có khả năng thuyết giảng và giải thích giáo pháp cho các vị tu sĩ, như rõ ràng trong trường hợp của ông Chích Tắc. Ở đây ngài Tỳ Khưu Anālayo có ý muốn nói rằng đó, khi mà đem cái gương ông Chích Tá ra cho mình thấy thì mình thấy là ngay cả trong kinh điển Nguyên Thủy cũng có nói ghi nhận rõ ràng rằng cái trí tuệ hay là tuệ giác không phải chỉ dành riêng hàng tu sĩ thôi, mà những người cư sĩ tại gia nếu mà họ đầy đủ phước duyên và họ có tinh tấn nỗ lực tu tập thì họ cũng vẫn có thể có được những cái tuệ giác như vậy. Họ cũng có thể có khả năng để thuyết giảng cho người khác nữa.
chứ không phải cái vấn đề những cái công việc mà để thuyết pháp, nó không phải chỉ dành cho hàng tu sĩ, mà một số cư sĩ trong thời Đức Phật còn tại thế cũng có khả năng như vậy, rõ ràng như là trong trường hợp của ông Siddhartha. Bài kinh sau đây, tức là bài kinh ở trong cái chương này, được trích từ Tạp A Hàm, bài kinh tương đương cũng được tìm thấy trong Tương Ưng Bộ. Trong bài kinh, ông Siddhartha nằm trên giường trong giờ phút lâm chung. Dù vậy, đây là thêm một ví dụ điển hình khác về vai trò của ông. Ông vẫn giảng pháp khi cận kề cái chết và hiển thị sự tự do thoát khỏi mọi ràng buộc của một hành giả đã đạt đến một mức độ cao trong tu tập phát triển tuệ giải thoát. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần kinh văn. Bài kinh này cũng ngắn thôi, tức là nói về cái trường hợp ông bị bệnh. Ông bị bệnh rồi, xong nó gần chết rồi. À, 5 giờ phút lâm chung thì có một số vị trời từ chư thiên tới thăm ông và biết ông là một người tu tập tốt, có cái trí tuệ cao như vậy, thì họ mới khuyên là bây giờ phải làm sao cố gắng để mà ông chết rồi tái sinh ra làm chuyển luân vương, là ông vua thống lĩnh cả cả trái đất này. Theo cái quan niệm của người Ấn Độ thời đó thì có một cái vị vua trong cái thời loạn lạc như vậy, rồi có một vị vua sẽ ra đời, vị vua đó sẽ thống nhất sơn hà, rồi cai trị toàn thể thế giới này theo đúng pháp, theo đúng cái lời chính trực và công bằng, và từ đó mà đem lại cái an vui, cái nền hòa bình cũng như thịnh vượng cho cả thế giới. Đó là cái vị vua lý tưởng gọi là chuyển luân vương. Luân là, đây là cái bánh xe này không phải là cái bánh xe pháp Phật pháp, mà bánh xe để mà cái pháp ở đây tức là cái trật tự an của hòa bình của thế giới. Chữ pháp có nhiều nghĩa, ở đây không phải chỉ có lời dạy của Đức Phật thôi, mà pháp ở đây có nghĩa là công bằng công lý. Đó, thì đó là cái vị vua phải khuyên ông Chích-ta nên hướng về để mà tái sinh thành cái vị vua đó. Thì ông Chích-ta ông nói là không, ông không có, mặc dầu là cái địa vị quyền lực và cái công đức của một vị vua cao lớn lớn như vậy, vẫn rồi sau đó ông đó sẽ chết đi rồi tái sinh trở lại có thể khổ hơn nữa, nên là ông không có ý nguyện là sẽ tái sinh luân hồi, tái sinh về để mà làm một vị chuyển luân vương. Ông chỉ có muốn là đi luôn, làm sao để mà không còn tái sinh nữa thôi, bởi vì ông biết là ông là đạt được quả bất lai rồi, trong khi chư thiên thì không biết, chư thiên chỉ biết điều đó. Thì ra ông biết là khi ông chết rồi thì ông sẽ được tái sinh lên cái cõi trời cao nhất của sắc giới, rồi từ đó sẽ tu tập thêm một kiếp nữa, chứ không có quay trở lại nữa. Là coi như là sẽ giác ngộ giải thoát, không còn tái sinh luân hồi nữa. Đó là cái ý vậy. Rồi khi mà ông nói chuyện với các ông trả lời, ông nhắm mắt ông nói chuyện như vậy với các vị chư thiên á, thì những người thân của ông có thể trong gia đình, con cái hay là bạn hay là anh em gì đó chung quanh ông, nghe nói chỉ nói là người thân thôi, thấy ông nhắm mắt và ông nói chuyện lảm nhảm như vậy thì họ tưởng ông bị bấn loạn, ông mê loạn trong cái giờ phút cuối cùng. Thì họ mới khuyên ông, nói ông đừng có nói lảm nhảm như vậy, ông hãy tập trung lại để mà theo dõi định tâm để mà trước để chết cho nó sáng suốt. Họ là tưởng ông bị mê loạn mà nói một mình. Mà sau khi mà ông nói chuyện với chư thiên xong rồi, ông nghe những người bà con xung quanh nói như vậy, ông mới mở mắt, ông ngồi dậy. Ông nói đâu có, ông rất là sáng suốt, tôi rất là sáng suốt, tôi đang nói chuyện với chư thiên. À, chư thiên khuyên tôi nên có cái nguyện tái sinh làm tuân vương, nhưng mà tôi nói rằng vẫn là vô thường, tôi biết là tôi sẽ đắc cái quả bất lai, mà sau khi chết tôi sẽ đắc lên cái cõi trời cao chứ. Rồi ông mới dựa vào trong cái những người xung quanh, họ nghe họ kính phục, ông mới nhân cái cơ hội đó, họ nhìn họ, ông biết được cái căn cơ của những người xung quanh, những người xung quanh, những người thân của ông, là họ biết là cái căn cơ của họ là họ dựa trên cái niềm tin và cái lòng bố thí nhiều hơn. Thành thử ra ông mới giảng cho những người đó là bây giờ những người chung là phải phải có cái lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và phải có làm sao để mà phát triển được cái lòng bố thí rộng rãi, như vậy là có thể giúp cho đắc đạo. Sau đó thì
viên tịch ông chết. Thì chúng mình thấy rằng có cái lòng tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và có cái lòng bố thí rộng rãi, tức là bốn cái chi phần để đưa đến cái quả dự lưu. Thế là trước khi chết ông cái ý ông biết rằng những người chung quanh họ 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 có cái lòng tin mạnh và họ thích lời những bố phước thiện, nên học ông khuyến khích họ nên gia tăng cái sự cái nỗ lực tu tập hướng về bốn cái chi đó, tức là cái niềm tin bất động ở Phật, nơi Phật, niềm tin bất động nơi Pháp, niềm tin bất động nơi Tăng, và đồng thời phải tăng lên cái lòng bố thí chia sẻ rộng rãi. Thì đó là bốn cái chi phần để giúp nhập chồng giải thoát. Thì đó là chỉ nói tóm tắt như vậy. Và cái bài kinh tương đương là trong bài kinh của Sanyutta Nikaya 41.10, bài kinh số 10 của chương 41 cũng giống như vậy. Nhưng mà nói rõ hơn thế nào là lòng tin ở Đức Phật, tức là mình phải niệm Phật, biết về có Đức Phật có chín cái hồng ân hay chín cái ân đức, mình phải niệm mỗi ngày, phải hiểu rõ. Khi mình niệm cái lòng tin mình thấy hoan hỷ, rồi mình biết cái đặc tính của Pháp như thế nào. Và về nói về Tăng thì ta là bốn đôi tám chúng, tức là những cái vị, những cái bốn cái cặp đạo và quả của dự lưu, nhất lai và bất lai, a la hán. Đó là cái thành phần Tăng mà mình đặt cái lòng tin vào trong đó, tức là các vị thánh tăng. Và cuối cùng là mình có cái lòng cúng dường bố thí đối với những bậc chân tu, cũng như đối với những người cần có, mình phải chia sẻ rộng rãi. Đó là bốn cái chi phần để mà cho mình hướng đến quả nhập dòng giải thoát, quả dự lưu. Đó còn nghe rõ rồi chứ ha. Bây giờ thì ra trong trong đây chúng tôi có ghi rõ rõ ràng đó, các anh chị có thể theo theo dõi ở trong cái link chúng tôi đưa lên mạng. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc tiếp cái phần thảo luận. Chư thiên khuyến nghị Chitta chấp nhận tái sinh là một vị chuyển luân vương Chakravartin, vị vua của thế giới này, lấy pháp làm mối quan tâm hàng đầu và cai trị toàn thế cách chính trực, không dựa vào vũ lực hay ép buộc, là một chủ đề thường thấy trong các bài kinh nguyên thủy. Trong ngữ cảnh của bài kinh ở đây, chủ đề này dùng để làm nổi bật tính ưu việt của tuệ quán giải thoát, thậm chí so với sự lựa chọn thành lập một xã hội an bình cai trị bởi pháp trên toàn thế giới. Tức là trong cái bài này, trong cái bài kinh nói rằng mặc dù là tái sinh, cái nguyện tái sinh làm một vị chuyển luân vương để đem lại hòa bình, an ninh cho trật tự cho toàn thể thế giới là một cái lý tưởng rất là cao đẹp, nhưng mà nó cũng không bằng cái lý tưởng của một người nhắm tới đây để giác ngộ giải thoát. Phải làm sao mà hướng đến cái giác ngộ giải thoát, còn những cái chuyện khác là những cái chuyện phụ thuộc thôi. Điều này càng thêm sâu sắc khi nhân vật tuyên bố trong bài kinh lại là một cư sĩ, không phải là một tu sĩ đã có ý nguyện rời bỏ thế tục. Và ngay cả trong phần này đó, ông chích ta ông là một cư sĩ mà ông thấy được như vậy rồi. Ông không phải là tu sĩ, một vị tu sĩ tức là đã thấy được chán, không thích cái cõi đời, trong cái đời sống thế tục để bỏ tất cả đi, thì sau đó để ước nguyện để giác ngộ giải thoát thì mình thấy rõ ràng rất dễ hiểu. Nhưng mà ở đây là trường hợp là một vị cư sĩ, mỗi cư sĩ cũng có những cái ràng buộc trong gia đình, nhưng mà ông đã đắc đạo, ông thấy rõ được như vậy rồi, ông nói ông không có nguyện làm tái sinh làm chuyển luân vương. Cái điều này thì ra mình thấy có, về sau này thì có những cái ý tưởng ở trong những cái phong trào Phật giáo phát triển sau này ca ngợi ý tưởng Bồ Tát này kia phải tái sinh để mà cứu độ dân gian đây nọ vân vân, nhưng mà mình thấy rằng nó không đúng cái tinh thần của Phật giáo nguyên thủy. Đặt cái ưu tiên hàng đầu là phải làm sao để mà giác ngộ giải thoát trước, còn những cái vấn đề khác chỉ là những cái yếu tố phụ thuộc thôi. Trong ngữ cảnh của bài kinh, chủ đề này, chúng tôi lại can bình thế giới, điều này càng thêm sâu sắc khi nhân vật tuyên bố trong bài kinh lại là một cư sĩ, không phải là một tu sĩ đã có ý nguyện rời bỏ thế tục. Và cũng chính vị cư sĩ này là một người đã đạt đến mức tuệ quán thâm sâu và thành tựu mức thiền định sâu sắc.
Như vậy, đối với một hành giả như thế, ý tưởng để trở thành một vị chuyển luân vương là những gì không bền vững, vô thường, khổ, không và vô ngã. Tức là tự dựa theo tinh cần thần của bài kinh ở trong kinh A, trong tạng A Hàm thấy rõ ràng. Cái nhìn của ngài Chích Tá rằng cái địa vị của chuyển luân vương mặc dù là rất cao lý tưởng nhưng mà nó cũng vô thường. Còn nếu mà có tái sinh là vua chuyển luân thì cũng chết rồi, cũng khổ trở lại, rồi cũng tái sinh luân hồi trở lại, không có thoát được. Thành ra mình phải nhìn như vậy để mình thấy rằng cũng không có xứng đáng. Một điểm nữa được rút tỉa ở đây là mặc dù kiếp sống tương lai có thể rất vinh quang và đem đến nhiều ích lợi cho người khác, không có một điều gì có thể chiếm ưu tiên hơn là thăng tiến đến giải thoát. Giải thoát, thăng tiến giải thoát là quan trọng hàng đầu, đừng có bao giờ quên. Qua nhiều cách thức, Chích Tá có thể xem như là một biểu tượng mạnh mẽ của sự tu tập thành công trong đời sống tại gia. Nhưng đồng thời, ông cũng cho thấy tầm quan trọng của việc thực sự vượt qua những ràng buộc và kiết sử bên trong, và không bao giờ dùng trách nhiệm vào hoàn cảnh sống như là một cái cớ để thỏa hiệp miễn cưỡng với các phiền não của chính mình. Thì cái ý của ngài Tỳ Khưu Na Đa Vô nhấn mạnh ở đây là dựa theo cái gương của ông Chích Tá thì mình thấy rõ ràng. Mặc dầu là ông đã bận rộn trong cái đời sống tại gia nhưng mà ông đã tu tập thành công rồi. Bởi vì ông biết vượt qua những cái ràng buộc và không bao giờ dùng cái đời sống tại gia của ông làm một cái như là một cái cớ để mà trốn tránh cái mục tiêu cuối cùng của một người con Phật là làm sao để đạt tới hạnh phúc tối hậu là giác ngộ giải thoát. Là nhớ như vậy. Chư thiên trong bài kinh trích dịch ở đây có lẽ không nhận thức được mức độ thành tựu của Chích Tá đã đắc quả bất lai và do đó không thể tái sinh vào cõi người cho dù để trở thành chuyển luân vương hay một chức vụ gì khác. Thì cái này là cái diễn giải theo mình thấy rõ ràng như vậy. Nó không phải làm người trời là chư thiên là biết hết mọi chuyện đâu. Chư thiên thì sống là sống sung sướng và có thể có nhiều quyền lực vật chất nhưng mà cái trí tuệ cũng không có không là tuyệt đối. Rồi chư thiên mà khi mà gặp ông Chích Tá này thì cũng không biết là ông đã đắc được quả bất lai rồi. Rồi biết cái ông là người tu tập tốt, có hành thiền tốt thì mới khuyên ông thôi. Khuyên là nên ý nguyện về để mà tái sinh làm người trở thành chuyển luân vương. Nhưng mà không được rằng ông đã đắc cái quả bất lai. Mà khi một người mà đắc bất lai rồi thì không có tái sinh làm người nữa. Không có tái sinh vào cõi dục nữa. Mà chỉ tái sinh vào cái cõi cao nhất của sắc giới. Sắc giới đúng rồi. Rồi sau đó là tu một kiếp hay là xong, tức là không có trở về thế giới cái cõi dục giới, không có trở về cõi người nữa. Chư thiên cũng không có biết điều đó, rồi nó mới khuyên ông là nên hướng về cái quả cái địa vị cho chuyển luân vương. Các người thân của Chích Tá lại không biết gì về sự hiện diện của chư thiên, cho nên họ tưởng ông bị mê loạn trong giờ phút lâm chung khi họ nghe ông nói, và do đó họ tìm cách cảnh tỉnh ông trở về thực tại. Điều này không cần thiết, và phần còn lại của bài kinh cho thấy Chích Tá giải thích cho họ hiểu, cũng như ông đã giải thích chư thiên trước khi ông trút hơi thở cuối cùng. Đó. Tiếp theo đó thì mình thấy rằng như nãy chúng tôi trình bày á, cái phần sau của bài kinh thì nói rằng mình đọc mình thấy rõ là những người thân xung quanh thấy ông nói nhắm mắt mà nói một mình, tưởng ông là bị mê loạn rồi mới khuyên ông, mà không biết là ông đang nói chuyện với chư thiên. Rồi sau khi mà ông nói chuyện xong rồi thì ông lại mở mắt ngồi dậy và ông dạy cho những người thân xung quanh làm sao để mà tiến đến cái quả dự lưu trước khi ông chết. Bài kinh đề cập đến nơi tái sinh của Chích Tá là về cõi chư thiên Aviha và Atappa, tức là vô đọa và vô phiền thiên, là hai cõi trời của tịnh cư thiên cao nhất trong sắc giới theo vũ trụ quan Phật giáo. Thì ra mình biết trong Phật giáo như chúng tôi trình bày đó có ba cái cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì dục giới là trong đó chúng ta có cõi người,
rồi cõi thú, rồi cõi ngạ quỷ, cõi Atula, cõi địa ngục và một số chư thiên ở cõi trời dục giới, tức là trong là cái cõi thấp nhất dục giới, trong đó có con người. Rồi kế nữa là cái cõi trời sắc giới. Trong cõi giới thì có phạm thiên này nọ, lên cho tới cao nhất của cõi trời sắc sắc giới là tịnh cư thiên. Thì những người mà đắc cái quả bất lai sẽ tái sinh vào cái cõi tịnh cư thiên, tức là cái phần cao nhất của sắc giới. Rồi trên nữa là vô sắc giới, tức là những người đã có cái tầng thiện, có mức thiền vô sắc, là phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ rồi đó, vân vân, thì họ tái sinh về đó. Nhưng mà dầu cho tái sinh vào cõi nào như nữa, trong cái tai bà này thì họ có cái, cuối cùng họ cũng phải chết đi, chết đi rồi phải tái sinh trở lại, tùy theo cái phước duyên của họ hoặc cái nghiệp duyên họ tạo ra, cứ lẩn quẩn như vậy thôi chứ không thoát ra được. Thành thử ra cái điều quan trọng nhất là đừng bao giờ quên cái mục đích tối hậu của người con Phật là làm sao không tái sinh nữa. Trước khi đạt đến nơi tái sinh cao cả như thế, Chitta giảng dạy cho người khác thấy những trong giây phút cuối cùng rằng mặc dù ông đã vượt qua sự lựa chọn trở thành chuyển luân vương, ông vẫn có đầy lòng từ bi muốn trợ giúp cho những người có mặt chung quanh ông. Lời giảng của ông ở đây là về nhu cầu bố thí rộng rãi cần phải được quan tâm cùng với trí tuệ mà ông giảng ở những nơi khác. Sự lựa chọn của ông về đề tài này có thể xem như là để phù hợp với trình độ và căn tính của người nghe. Thay vì đưa ra những lời giảng thâm sâu như trong những bài kinh đã được khảo sát trong phần đầu của chương này, để cho thấy khả năng trí tuệ của ông, ở đây ông khuyến khích những người chung quanh ông tu tập những gì mà ông biết họ có thể hiểu và thực hành. Như trình bày trong phiên bản Tạp A Hàm, ông đã gắng gượng ngồi dậy để giảng dạy cho họ. Cái chết của ông trong cả hai phiên bản là một ví dụ đầy cảm hứng về cách chỉ dạy cho người khác, cụ thể là từ bi điều chỉnh khéo léo cho thích hợp với khả năng tiếp thu của người nghe. Đây có ý của Ngài Analayo có nói là ông đã tuyên bố ông đã diệt trừ được năm cái hạ phần kiết sử, tức là năm cái kiết sử đầu tiên. Thành ra một cái vị mà đã trong 10 kiết sử mà đã diệt được năm cái kiết sử đầu tiên thì cái vị ấy coi như là đắc cái quả bất lai. Bất lai. Rồi khi đó tiếp tục tu một kiếp nữa thì cắt luôn năm kiết sử còn lại thì đắc quả A-la-hán. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày lại cái bản đó cho các anh chị để ôn lại. Thì ở đây cũng muốn nói như vậy. Và mình thấy rằng ông có cái lòng từ bi, mặc dầu là ông không còn dính mắc vào chuyện thế gian nữa. Ông biết là ông sẽ, sau khi chết thì ông sẽ tái sinh vào trong, ông là cái một cái vị thánh bất lai, thì sẽ tái sinh vào cõi trời cao nhất của sắc giới, không có dính mắc vào cái chuyện trần tục, thế tục nữa. Nhưng mà ông vẫn muốn, có lòng vì lòng từ bi, vẫn muốn giảng dạy một lần cuối cùng cho những người chung thân chung quanh. Thành thử ông mới ngồi dậy, ông mới giảng. Nhưng mà lần này á, ngoài cái việc mà ông có lòng từ bi đó, ông còn có trí tuệ nữa. Ông thấy được cái căn cơ, cái trình độ của những người ngồi chung quanh ông. Lúc đó thì không phải là các vị tu sĩ mà là người thân trong gia đình thôi. Thì ông thấy, ông biết những người này thì không có thể nói cái chuyện mà về trí tuệ này kia mà nói chuyện thực tế, giảng cho họ biết. Tức là khuyến khích họ làm sao gia tăng cái niềm tin ở Phật, ở Pháp, ở Tăng. Và đồng thời khuyến khích họ gia tăng cái lòng bố thí cúng dường. Mình thấy rất là thực tế, ngay cả chuyện thực tế bây giờ chung quanh cũng vậy. Chúng tôi thường thường đối với những người thân ở chung quanh, chúng tôi ít khi nào mà nói cái chuyện mà tuệ này, tuệ kia, này kia, họ không có để ý đâu. Chẳng hạn như là một cái thí dụ nhỏ nhỏ, ngày hôm qua chẳng hạn, đó là cái dịp hôm trước, hôm kia, tối hôm kia, bà xã có làm một cái bữa cơm nhỏ rồi mời anh chị em trong gia đình tới ăn cơm, bữa cơm thân mật trong gia đình. Bởi vì trong tháng 7 này có 2-3 người cùng sinh tháng 7 hết trong gia đình, nên đã làm một bữa tiệc chung, coi như là ăn sinh nhật chung với nhau, tập thể với nhau cho nó vui. Nói như vậy cho nó vui thôi, chứ thật sự là tới ăn sum họp gia đình thôi. Nhưng mà mình biết, mình mới nói rằng không có thích nhận những cái quà tặng, mua quà tặng lỉnh kỉnh rồi cũng vứt đi thôi, không có xài tới, không có dùng, mà tốn tiền vô ích, phí tiền.
Rồi chúng tôi để một cái giống như một cái dĩa ở trong ở giữa bàn, rồi tùy hỷ mỗi người thành viên gia đình tới mà để chung vừa với nhau, là có thể bỏ một câu thơ bao nhiêu, 5 10 đồng gì cũng được bỏ vào đó, coi như làm quà. Rồi sau khi đó là chúng tôi sẽ lấy ra hết những cái số tiền đó đem đi cúng dường, đem lên chùa cúng dường, rồi hồi hướng phước báo để cho tất cả mọi người. Mình thấy là mọi người đều hoan hỷ, ai cũng hoan hỷ tới ăn, rồi xong nó gọn nữa, không cần phải mua thiệp chúc mừng hay là đi mua quà tặng rồi gói ghém cái gì hết, nó hoang phí vô ích. Mọi người đều bỏ rồi để lấy tiền, bỏ bóc tiền để bỏ rồi ông đó, rồi coi như hùng phước với nhau, vừa để giúp mừng sinh nhật và vừa để làm phước luôn, là mọi người hoan hỷ. Thì họ chỉ quan thích như vậy thôi, thích và bố thí cúng dường tạo phước, thì mình dựa vào cái đó để mà mình khuyến khích họ làm những cái chuyện đó. Cho đầu tiên là làm sao cho họ vui vẻ hoan hỷ trước, cái đã có cái niềm tin rồi, từ từ đó đúng cái thời gian đúng cái cơ hội nào đó thì họ sẽ tu tập thêm. Cái chuyện đó là tùy cái phước duyên của mỗi người, chứ mình không có ép buộc được. Mình đi đâu mà cũng giảng pháp này nọ, giống như những người đi truyền giảng là mọi người sẽ xa lánh, mà họ có cái phản ứng thuận nghịch với mình. Mình nhớ như vậy, Phật pháp không phải là cái chuyện đem đi đâu cũng rao bán được. Chúng tôi hay nói cái chuyện đó rất là quý giá, thành thử ra mình phải lựa đúng lúc đúng người đúng thời để mình nói, còn không thì mình nói những cái chuyện bình thường. Mình làm sao khuyến khích cho sống tử tế lương thiện trước, hay là sống có ích lợi. Và cái chuyện đó là mọi người cũng đều chấp nhận hết. Khi mình đem cái chuyện kinh điển, chuyện Phật pháp nói, gì khi nó đụng chạm, không thích nghe, nhưng mà khi mà mình nói những cái chuyện từ thiện xã hội, làm sao sống tử tế an vui này nọ, thì họ thích nghe. Đó là một cái, là từ từ mình sẽ đưa họ vào trong Phật pháp sau. Đấy, đây thành ra mình thấy đây ở trong cũng là cái gương ông Chittá cũng vậy. Khi mà ông nhìn chung quanh cái giờ phút chót, ông biết những người thân của ông thì chỉ giảng cho họ như vậy thôi, mà nếu mà họ làm được như vậy thì họ cũng có thể nhập được dòng thánh. Tức là nếu họ có đầy đủ cái lòng tin trong sạch bất động nơi Phật pháp tăng, và có cái lòng bố thí rộng rãi không luyến tiếc, thì họ cũng có thể nhập được dòng thánh giải thoát, chứ không phải là không. Là cái điểm đầu tiên ra mình thấy vấn đề mà nhập được cái đắc cái quả dự lưu, nhập dòng thánh giải thoát không có khó, nó nằm ở trong cái tầm tay của mỗi người. Nhiều khi mình hướng về những cái điều cái cao xa này kia, rồi mình nói cho nó sướng, rồi âm ra nhiều khi mình không có thực hiện, mình nói nhiều hơn là làm. Bây giờ làm sao để mình thực tế, mình làm những gì mình có thể làm được, và mình thấy cái chuyện mà tăng thêm cái lòng tin nơi Phật pháp tăng, để mình tìm hiểu này nọ qua kinh điển, cũng như đi hành hương, cũng như để thực chứng trong đời sống, để mình có cái lòng tin, và đồng thời mình làm sao có cái tâm rộng mở giúp đỡ mọi người, sẵn sàng trong cái khả năng của mình, chứ không có nghĩa là mình phải bỏ hết tiền bạc tài sản gì hết. Mình giúp ở trong cái khả năng của mình, mà chia sẻ cái thời giờ của mình, công sức của mình, chứ không phải chỉ có tiền bạc thôi. Nhiều khi người ta khổ này nọ, người ta tới gặp mình, nhưng mà mình sẵn sàng ngồi nghe, sẵn sàng có những lời khuyên, thì đó là cũng là hình thức bố thí cái sự an vui, chia sẻ sự an vui đến cho người khác, chứ không phải nói bố thí là đem tiền cho người này người kia đâu. Mình, hoặc là mình tới chùa rồi mình khuyến khích mọi người, mình đem cái niềm an vui đến cho mọi người, cái sự đoàn kết thông cảm với nhau, thay vì vào đi tới chùa rồi đem những cái chuyện này nọ là gây chia rẽ, chia rẽ, thì mình tới mình khuyến khích mọi người sống an vui để mình, đó rồi chia sẻ những cái bài pháp với nhau, thăm mọi người an vui, tới chùa rồi xong thấy vui vẻ đi về, đó cũng là cái hình thức bố thí. Mình thấy nó có nhiều cái dạng thức khác nhau. Đó, thì bây giờ thì chúng ta xin chấm dứt ở đây trong cái bài kinh, bài pháp này cũng tương đối ngắn. Bây giờ thì để ôn lại, trong thời chúng ta cũng có khoảng nửa tiếng hồ nữa, thì để ôn lại thì mời các anh chị vào cái hình đầu tiên, cái biểu đồ đầu tiên. Ai vào được thì xin cho số 1. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng cái hình vẽ này chúng ta thường đi trình bày và nó tương đối dễ hiểu, dễ nhớ, là trong đạo Phật có cái quan niệm có hình rất là rõ ràng, là giống như cái dòng giải thoát như một cái dòng sông,
nó trôi về biển cả. Khi mà chúng ta nhập được cái dòng sông đó rồi á, thì chỉ trôi xuôi một hướng thôi, hướng đó là biển cả, tức là A-la-hán, là Niết Bàn. Chúng ta là những phàm nhân ở trên, đang ở trên bờ, nhiều khi bị đi lạc trong rừng á. Rồi thử ra bây giờ mình làm sao mình cố gắng mình định cái hướng đường cho đúng để mà đi đi đến cái bờ sông giải thoát đó trước cái đã. Tức là mình hướng về cái con sông giải thoát. Cái đó là cái điều đầu tiên. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi cũng là một phàm phu tục tử thôi, chưa có đắc cái quả gì hết. Bây giờ lúc nào cũng tâm nguyện là làm sao cái cuộc sống của mình là hướng đến cái bờ thông do sông giải thoát. Nếu mà kiếp này không xong thì tiếp tục đi kiếp sau. Mà khi mình đã vạch được cái hướng đó rồi thì không có mất được, cứ tiếp cứ vậy mà đi thôi. Thì ra cái điều cần bây giờ là mình phải định hướng, có cái lòng tin để hướng đến cái bờ sông giải thoát. Và khi mà mình đến cái bờ sông đó, mình nhập vào trong cái bờ sông đó thì coi như đắc quả đầu tiên là quả dự lưu. Nếu quả dự lưu thì theo kinh điển nói rằng có thể tái sinh luân hồi tối đa trở về cái cõi dục khoảng 7 lần, không có hơn được. Có thể một hai kiếp nữa thôi, mà cũng có thể là tối đa là 7 kiếp, tối đa không có hơn nữa, 7 kiếp là không là, là đắc đạo. Rồi nếu vị ấy tiếp tục là cái quả dự lưu để tiếp tục tu tập thì vị ấy đắc cái cấp bậc thứ hai là nhất lai, tức là có thể quay trở lại cái cõi dục một lần nữa thôi, một kiếp. Và nếu vị ấy tiếp tục tu tập như ông Chitta thì vị ấy đắc cái quả bất lai, tức là không còn tái sinh về cái cõi dục này nữa, mà tái sinh vào cái cõi cao nhất của sắc giới, và từ đó tu tập tiếp một kiếp nữa là xong, là trôi ra đến biển cả, tức là A-la-hán, tức là không còn tái sinh luân hồi nữa. Thành ra cái hình, cái biểu đồ này là nó sơ để giúp chúng ta thấy rõ con đường chúng ta đi. Nó là làm sao, cái điều quan trọng bây giờ là mình nhắm cái hướng đi cho đúng và được gặp được cái dòng sông đó. Nhiều khi mình đến là mình không có thấy rõ, là mình có ước mong làm sao để đắc được về thành Phật, thành A-la-hán này kia. Dĩ nhiên cái đó là cái mục tiêu cuối cùng, nhưng mà phải thực tế. Thực tế là bây giờ làm sao để mà mình tạo một cái hướng đi, đi đúng đến cái bờ sông. Đôi khi mình không biết là cứ đi lòng vòng không bao giờ tới được cái bờ sông. Thì ra cái điều cần là làm sao là mình nhắm được cái hướng cho đúng. Và nếu mà kiếp này không xong thì mình đã có cái hướng rồi, thì mình tiếp tục những cái kiếp sau, hết thế nào nó cũng tới được cái bờ sông đó. Đó là cái nhìn mà theo chúng tôi nó là cái nhìn thực tế trên cái quãng đời của mình. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình này chúng tôi cũng trình bày nhiều. Trong Phật giáo thì cái nhìn, cái quan điểm của Phật giáo là phàm nhân chúng ta đó đã bị trói buộc bởi 10 sợi dây. Không biết là anh Trần Giao thấy được chỗ này chưa, vào được cái link này chưa, anh Dũng có vào được cái link này ha. 10 cái sợi dây, tức là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân sắc ái, vô sắc ái, mạng trạo cử và si, làm cho mình trói buộc luân hồi không bao giờ thoát ra được. Đầu tiên đó, chúng ta không thể cắt cái rẹt đứt được 4 sợi dây này. Ủa không có vào được à? Không biết các anh chị khác có vào được không? Không biết dùng bằng cái máy, chúng tôi thì xài laptop thì chúng ta vào rất là dễ dàng. Với còn mà dùng cái máy, cái iPhone hoặc là cái iPad thì chúng tôi không có biết được. Bây giờ mình làm sao mình cắt được 3 cái sợi dây đầu tiên là thân kiến hoài nghi giới thủ. Khi một cái người đã cắt được 3 sợi dây đầu tiên và là cái thành ra cái đắc cái quả đầu tiên, quả dự lưu. Dự lưu tức là nhập vào. Đúng rồi, chúng ta nhớ là cái bậc thánh dự lưu vẫn còn sân, vẫn còn dục. Dục ái đây tức là vẫn còn tham muốn vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bởi vì tham muốn vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì vì ấy phải tái sinh vào trong cõi dục nữa. Nhưng mà ít ra vì ấy đã cắt được 3 sợi dây đầu tiên, thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ hay giới cấm thủ. Đó thành đi dễ thành giác thầy. Rồi trong khi tu tập như vậy mà vì ấy làm yếu đi thôi, chứ chưa có cắt được, rất là khó cắt chứ không phải dễ đâu. Yếu đi cái sợi dây dục ái và sân,
thì vị ấy tái sinh một lần nữa vào trong cái cõi dục này, tức là vào, thí dụ như vào cái cõi người một lần nữa thôi, nhất lai. Tại mình thấy cái giữa cái quả dự lưu và nhất lai giống nhau chứ không có khác gì, tức là vẫn còn 7 sợi dây, nhưng mà cái sợi dây dục ái và sân là yếu đi nhiều rồi, yếu đi nhiều rồi. Không biết có cái gì theo dõi được cái chỗ này chưa? Anh nói ra mình cũng nhớ chỗ đó. Một cái điều nữa là mình nhớ hai nữa là hai điểm, tức là cái vị thánh dự lưu và nhất lai đó vẫn còn những cái dính mắc vào trong cái thân xác, tức là mắt tai mũi lưỡi thân, không còn dính mắc vào đó. Và thứ hai là vẫn còn sân, cái điều này cũng được cần. Nhiều khi mình chê người đạo nói cái ông đó hay cái bà đó mà tu lâu năm mà sao còn sân dữ vậy? Mình hay chê người khác, nhưng mà mình nhớ ngay cả bậc thánh dự lưu và thánh nhất lai vẫn còn sân chứ không phải không. Nhưng mà cái vị đó đã cắt bỏ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ rồi. Sau khi cái vị ấy cắt bỏ luôn 2 sợi dây dục ái và sân rồi á, thì đắc được cái quả thứ ba là quả bất lai. Thì ở đây chỉ còn 5 cái sợi dây còn lại thôi, tức là sắc ái, vô sắc ái, mạn, trảo cử và si. Và 5 cái sợi dây đầu tiên, tức là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân, nó cắt bỏ rồi. Và 5 cái sợi dây đầu tiên đó thường thường gọi là 5 hạ phần kiết sử, 5 cái kiết sử ở cấp thấp. Khi mà cắt được 5 cái sợi dây đó, 5 cái hạ phần kiết sử đó, thì vị ấy đắc cái quả bất lai. Đó là trong trường hợp ông Chích Tá, ông Chích Tá ông cắt được 5 cái sợi dây đó, 5 cái sợi dây đầu tiên khi ông vẫn còn là một vị cư sĩ. Không biết chỗ này các anh chị có hiểu được, có theo dõi được chỗ này ha, tức là còn được 5 sợi dây kia thôi, là khó cắt lắm. Rồi khi mà cái vị bất lai tục tu tập như vậy mà cắt bỏ đi sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử và si rồi, thì vị ấy trở thành vị a la hán. Thì đó là cái tiến trình tu tập và chúng ta cần phải đi qua. Rồi bây giờ mình phải thực tế, có thể trong trong room này có nhiều bậc thánh rồi thì chúng tôi cũng không biết, không dám nói, nhưng mà nó chỉ nói những người phàm phàm nhân thôi, những phàm phu tục tử như bản thân chúng tôi thôi. Thì đầu tiên mình làm sao mình phải cắt được 3 cái sợi dây thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ trước. Không cắt được cái đó thì đừng có nói cái chuyện gì khác hết. Chúng tôi hay nói như vậy, mình thật thực tế mà nói, làm sao mình cắt được 3 sợi dây đó trước. Rồi bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp, chúng ta nói thêm về cái bậc thánh dự lưu, tức là mình nhắm vào cái quả đầu tiên, cái quả đầu tiên mà nằm ở trong cái phạm vi cái tầm tầm tay của mình. Quả đầu tiên các chị vào được cái hình này chưa ạ? Thì như chúng tôi đã nói, đây làm sao mình nhắm mình cắt được 3 cái sợi dây đó. Và trong kinh điển có nói rằng, có đưa ra một cái bản đồ cho mình đi rất rõ ràng, tức là muốn được như vậy thì mình phải làm sao có 4 cái yếu tố để giúp mình hướng đến cái quả dự lưu đó. Thành nữ gọi là dự lưu phần mà hướng phần. Các anh chị thấy được cái chữ hướng phần này không? Trong đó thì có 4 yếu tố, tức là thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, dư lý tác ý và thực hành pháp và tùy pháp. Mới có theo dõi được chỗ này ha. Thì đó là 4 cái yếu tố giúp cho mình hướng hướng về cái quả dự lưu, thì gọi là hướng phần. Dự lưu phần là dự lưu hướng phần. Tức là mình phải biết gần gũi những người chân tu, những bạn bè tốt, những người đó, để mình học hỏi từ những người đó. Rồi mình phải biết nghe hay là đọc sách, là đi nghe giảng pháp và suy tư về pháp. Như lý tác ý, tức là mình sau đó rồi rồi thực hành, mình phải hướng tâm mình về những cái điều tốt được giảng dạy trong trong giáo pháp, rồi mình thực hành, chúng ta thực hành như vậy phải có đầy đủ 4 yếu tố đó thì mình tiến đến quả dự lưu. Và cái một cái người mà đặt cái quả dự lưu như vậy thường thường đó có 2 cái khuynh hướng căn cơ khác nhau. Một cái nhóm người thì họ có cái lòng tin mạnh, còn một nhóm người kia thì họ có trí tuệ mạnh, nó gọi là tùy pháp hành và tùy tính hành. Chỗ này các anh chị có nắm được chỗ này chưa? Thành thử ra mình nhiều khi mình đọc kinh sách này nọ rồi mình thấy có khuynh hướng mình chê bai những người họ tới với lòng tin, thật sự không đúng như vậy. Có thể là mình thích cái căn cơ mình có trí tuệ thì mình thích đọc sách tới suy tư về thách sách, nhưng mà cũng có thể có những người họ có lòng tin họ mạnh, họ cũng có thể đến với đạo, họ có thể cũng đắc đạo được như vậy. Đó là những người tùy tính hành. Còn mình, những người mà thích đọc sách nghe suy tư này nọ là tùy pháp hành. Hai cái hạng người như vậy đều có thể đắc được đạo quả chứ không phải là không.
Và cái khi mà đắc đạo quả như vậy thì có thể ba hướng. Thứ nhất là thất sanh, tức là phải sanh trở lại 7 lần nữa. Thất sanh, thất là 7. Hoặc là gia gia, tức là đi từ một cái gia đình tốt đẹp này tới một cái gia đình tốt đẹp kia, cứ tái sinh như vậy trong cùng một cái dòng họ như vậy. Và nhất chủng là có thể chỉ tái sinh về một lần nữa thôi. Đó là cái tùy theo cái nghiệp lực cũng như cái phước duyên của mỗi cái. Nhưng mà khi mình đã nhầm thánh rồi thì không có còn tái sinh vào cảnh khổ nữa. Rồi cái một cái vị mà đắc được cái quả dự lưu như vậy thì trong kinh điển có ghi là họ có đủ bốn cái yếu tố, bốn cái đức hạnh phải cần phải có. Đầu tiên mà được thấy nhiều nhất á, được đề cập nhiều nhất á, là phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và có giới đức, sống trong sạch. Đó là bốn yếu tố đó được đề cập nhiều. Nhưng mà đôi khi có những bài kinh Đức Phật cũng tán thán ca ngợi những người cũng có lòng tin như vậy, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Nhưng mà những người đó có thêm yếu tố thứ tư là bố thí. Như trong trường hợp cái bài kinh chúng tôi mới vừa trình bày, ông Chích Tá, ông khuyên những người bà con của ông, họ hàng là nên có lòng tin ở nơi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và có lòng bố thí. Như vậy nếu mà họ làm được vậy là họ cũng có thể đắc cái quả dự lưu. Rồi có những cái bài kinh khác Đức Phật cũng tán thán có những người họ có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Và yếu tố thứ tư là có trí tuệ. Trí tuệ ở đây tức là thấy được cái sự sinh diệt của mọi Pháp. Tuệ sinh diệt, cái tuệ đầu tiên phải thấy được. Thành ra khi mà mình đi hành thiền, các thiền sư hay nói làm sao để mình thấy được cái sự sinh diệt là ngay chỗ này. Làm sao để mình làm được. Như vậy nếu mình làm được có cái tuệ đó thì cũng có thể đắc cái quả dự lưu. Có theo dõi được chỗ này được chứ ha. Trong cái bản. Thành ra chúng tôi mới đưa ra cái phần là 1, 2, 3. Rồi có cái phần thứ tư là có 4A, tức là giới hạnh. 4B là bố thí, 4C là trí tuệ. Không biết anh Trần Giao có thấy được chỗ nào, chị Nguyên Tuệ có thấy được chỗ này. Rồi bây giờ nếu mình tổng hợp lại cái phần này, thì bây giờ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thì mình gom lại thành một thôi. Tại vì chia ra làm ba, mình gom lại thành một, mình gọi là tin ở Tam Bảo. Tam Bảo ở đây tức là có ba, mình tin gom thành một. Rồi mình đem giới hạnh, đem bố thí, đem trí tuệ nữa, thì mình được một cái bảng mới. Cái bảng mới là cái bảng cuối cùng, nằm ở bên tay phải. Các anh chị thấy được cái bảng mới này chưa? Tức là trong đó cái dự lưu phần có bốn. Phần đầu là lòng tin Tam Bảo, kế nữa là có giới hạnh, thứ ba là bố thí, thứ tư là trí tuệ. Nếu mình thấy được những cái bảng này thì coi như là tổng hợp mấy cái bảng kia lại. Đó, chuyển sang PC rồi đó ha. Đó, bây giờ mình thấy được cái chỗ này rồi đó, thì mình thấy rằng đây là cái bản gọi là cái bản tổng quát nhất để mình nhắm tới cho để mình nhập dòng thánh giải thoát. Tức là phải có lòng tin Tam Bảo, phải có một đời sống trong sạch, phải có cái lòng bố thí chia sẻ rộng rãi, đừng có bủn xỉn ích kỷ, và cuối cùng là phải thấy được cái hiện tượng sinh và diệt của mọi mọi pháp, thấy được có được cái trí tuệ đó. Thì có được như vậy rồi thì đó là bốn cái chi phần để giúp mình đạt đắc cái quả dự lưu. Các chị có nắm được chỗ này chưa? Đây là cái bản mà chúng tôi tự suy nghĩ ra, tổng hợp lại. Nhưng mà về sau này tình cờ đọc một cái bài pháp của Ngài Tỳ Khưu Bô Đi thì Ngài cũng đưa ra cái kết luận như vậy. Ra muốn quan nghĩ chứ không phải, tức là bây giờ mình tổng hợp lại ra mình thấy rõ ràng, để mà tiến tới bản dự lưu thì mình làm sao phải có phát triển cái lòng tin bất thối chuyển, phải có giới hạnh, có bố thí và có trí tuệ. Đó thì bây giờ cái bản tiếp này thì chúng tôi chỉ làm một cái phần để tóm tắt lại thôi, và viết ra thì để các anh chị đọc cho nên nhớ. Và chị có thể vào trong cái liên tiếp ha. Tức là cái điều quan trọng ghi nhớ dự lưu hướng phần là bốn yếu tố tạo điều kiện cho quả vị này. Tức là có cái dự lưu hướng phần, tức là tạo những cái điều kiện để mình tiến đến cái quả dự lưu đó, thì có bốn điều: thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp và tùy pháp. Rồi thứ hai là dự lưu hạnh phần, là bốn yếu tố tạo nên đức hạnh, tức là tính chất của một
thánh gì là mình có phải có lão Phật pháp tăng sạch, có bố thí chia sẻ rộng rãi và có trí tuệ là thấy và biết mọi hiện tượng. À, thì chúng ta đưa ra cái này để lúc học thì chúng ta bị rối, tại có cái phần nhưng mà không biết phần này sao có nói là thân cận bậc nghe các ý thực hành pháp và tùy pháp, có khi nói dự lưu phần lại là có lòng tin nơi Phật, có giới đức, rồi có pháp tăng, là có tâm bố thí, có trí tuệ. Ra mình thấy cái nào là dự lưu phần, tại sao gọi là hai nhóm đều là dự lưu phần hết. Thành thử ra khi mình đọc mình tìm hiểu thì mình thấy rõ ràng như vậy. Cái phần đầu, cái nhóm đầu tiên là dự lưu hướng phần, tức là giúp cho mình hướng về cái quả dự lưu. Lúc đó có bốn cái yếu tố là thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, dư lý tác ý và thực hành pháp và tùy pháp. Và cái nhóm thứ hai là dự lưu hạnh phần, tức là nói về cái đức hạnh, cái tính chất của một cái bậc dự lưu. Thì cái bậc ấy phải có cái lòng tin vững chắc nơi tam bảo, phải có cái giới đức trong sạch, có cái tâm bố thí rộng rãi và có trí tuệ. Không biết các anh chị có nắm được chỗ này chưa? Tĩnh lặng có nắm được chỗ này. Đó là cái sự phân biệt giữa hướng phần và hạnh phần. Có hai hạng căn tánh của hành giả tiến đến quả dự lưu dựa theo ngũ căn tính tấn niệm định tuệ. Tùy tính hành, tức là hành giả có tính căn nổi trội, tính căn mạnh hơn các căn khác. Thì pháp hành, hành giả có tuệ căn nổi trội hơn các căn khác. Cái chỗ này cũng rất là hay, ngày xưa chúng tôi không có biết. Ra nhiều khi mình thấy cũng phân vân, có nên là chỉ có người thì nói rằng học không có hành, tức là những người thích nghe pháp, thích suy tư, đọc kinh sách này kia. Rồi có người thì họ không thích như vậy, mà họ chỉ có cái lòng tin thích đi chùa làm ước này nọ thôi. Nếu các anh chị tham gia vào trong những nhóm đã thấy rõ ràng như vậy, có như có hai khuynh hướng như vậy. Rồi cái mình thấy có khuynh hướng này chê bai khuynh hướng kia, mình cảm thấy phân vân. Nhưng mà rồi mình thấy khi mình đọc được cái chỗ này cái mình thấy rõ rồi, tức là cái căn chúng sanh không có giống nhau. Mặc dù chúng ta cần phải có tính tấn niệm định tuệ, cái phẩm chất này nó mạnh hơn, cái nổi trội hơn cái phẩm chất kia. Cho nên mình thấy là có những cái nhóm người, cái căn cơ của họ có cái lòng tin mạnh, họ cũng có thể đến với đạo và cũng có thể đắc đạo được. Đó là nhóm người tùy tính. Và còn có những nhóm người họ có cái tuệ căn mạnh, họ thích nghiên cứu, tìm hiểu, suy tư về kinh sách này kia, thì họ cũng có thể đắc đạo được. Khi mà mình hiểu được như vậy và kinh điển có nói như vậy rồi thì mình thông cảm được hết. Rồi mình phải nhìn lại cái căn cơ của mình đi hướng nào, mình có cái lòng tin. Mình đi cái vững tâm mà mình đi theo cái hướng đó thôi. Mà cũng đừng có chê bai hiểu lầm người khác. Mỗi người họ có cái căn cơ khác nhau, thành tựu ra họ có cái hướng hành đạo khác nhau. Không biết anh Trần Giao nắm được cái chỗ này không? Khi mình hiểu được như vậy rồi mình thông cảm, mình biết mình thông cảm cho người khác. Thì đó là những gì chúng tôi muốn trình bày. Và cái cuối cùng là chúng tôi đưa ra những cái bài, những cái đoạn kinh để cho thấy rằng trong cái thời Đức Phật còn tại thế, không phải chỉ có hàng tỳ khưu và tỳ khưu ni, mà có rất nhiều vị nam cư sĩ và nữ cư sĩ đã thành đạt. Thì đó là cái biểu đồ tiếp theo. Mời các anh chị vào xem. Đức Phật trả lời du sĩ ngoại đạo Vacchakota tại Tinh Xá Trúc Lâm ở thành Vương Xá như sau, trong cái bài kinh Vacchakota, bài kinh số 73 Trung Bộ. Này Vacchakota, chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa là những nam cư sĩ và nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, tuy hưởng thụ vật dục, nhưng thực hành thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã đoạn nghi hoặc, chứng đắc vô sở quý, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. Đó là ý muốn nói là bậc dự lưu vai. Đức Phật nói là phải chứ 100, 200, mà 400, 500 người mà nhiều hơn thế nữa. Có những người đó là sống tại gia nhưng mà họ đã đắc được hai quả đầu tiên rồi. Này quá cha, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 mà còn nhiều hơn thế nữa là những nam cư sĩ và nữ cư, là đệ tử sống tại
da áo trắng theo phạm hạnh, khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được quá sinh nhập niết bàn ấy, không trở lại đời này nữa, bất bất lai. Mình thấy rằng Phật cũng chỉ có 100-200 người hay 500 người, còn nhiều hơn nữa họ đạt được tới quả bất lành đó, Đức Phật đã tuyên bàn. Bây giờ trong một cái đoạn kinh khác của trích từ Đại Kinh Bát Niết Bàn trường bộ 16, trong những cái giờ thúc, những cái ngày tháng cuối cùng trước khi Đức Phật nhập diệt, tại làng Na gần thành phố Vesali của dân Vati, Đức Phật nói với ngài Ananda rằng: Này Ananda, cư sĩ Sudatta diệt trừ ba phần kiết sử, làm giảm thiểu tham sân si, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Nữ cư sĩ Sudatta sử chứng quả nhất định, không còn đọa vào các ác đạo chánh giác. Cư sĩ Kakudatta diệt từ năm hạ phần kiết sử, hóa sinh thiên giới và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Cư sĩ Kalinga, cư sĩ Nikata, cư sĩ Kasitsaba, cư sĩ Tutta, cư sĩ Satutta, cư sĩ Bát Đá, cư sĩ Xuất Bát Đá, đoạn trừ năm hạ phần kiết sử giới và từ đó nhập niết bàn, không trở lại này nữa. Tức là Đức Phật kê khai, liệt kê ra, nhớ tên rồi. Khi mà đi ngang ở đó thì Đức Phật nhớ là tại cái làng này có những cái vị tên này đã đắc cái quả dự lưu, hay nhất lai hay là bất lai, toàn là cư sĩ thôi. Này Ananda, hơn 50 cư sĩ mệnh chung tại Nadika, đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, hóa sinh thiên giới và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này được. Hơn 90 cư sĩ mệnh chung làm giảm thiểu tham sân si, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ 500 cư sĩ mệnh chung tại Nadika, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, nhất định không còn độ đạt đến. Đức Phật có nói vậy. Ngay trong cái làng đó, ngay nơi đó rồi đó, rất nhiều người mình đọc có cái niềm tin tùy theo cái phước duyên và cái căn cơ của mỗi người thôi. Nếu mà chúng ta chưa thấy thích hợp hoặc là chưa có đủ duyên để được, ít ra là ba đầu tiên là chúng ta nhắm đến cái quả dự lưu trước là nằm trong cái khả năng của mỗi người. Đó là ý chúng tôi muốn nói như vậy. Thì bây giờ thì chúng tôi xin dừng ở đây, xem như là kết thúc cái chương 22, những lời cuối của một vị đệ tử cư sĩ đã thành đạt. Thì cuối tuần này thì chúng tôi sẽ đi xa, đi qua bên Đông thăm cháu ngoại. Đi khoảng 2 tuần, tới giữa tháng 8 thì chúng tôi mới trở lại. Thành thử ra trong hai cái buổi thứ hai tới thì chúng tôi sẽ không có vào trong room. Cũng chúng tôi sẽ gửi cái tin nhắn đến Sư Trí Đức. Nhưng mà ở đây thì cũng xin báo với đạo tràng như vậy. Tức là thứ hai tuần tới và sau đó thứ hai sau tiếp nữa là chúng tôi không có vào trong room. Bởi vì khi đi xa như vậy là chúng tôi không có truy cập Internet và chỉ đóng cửa lại thôi. Chỉ đọc sách và ngày dưỡng thôi chứ không có sử dụng xin báo một lần nữa là rằng hai tuần tới chúng tôi sẽ không có mặt ở trong room. Bây giờ thì xin phép được đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thân lực cầu đồng sĩ phước điều chúng con. Phật giáo tăng này ăn vui lâu dài, khuyên thuộc được hưởng phúc, chúng con vui thu mẫu hầu. Do sự phước báo mà chúng con trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm hay là món duyên ngầm nơi tâm trong năm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, và cũng xin
kính ơn tất cả quý anh chị đã bỏ thì giờ chúng tôi chia sẻ trong suốt 90 qua. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin tất cả được nhiều cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật.